chương 1100, sát khí thượng, Triệu Luân suy nghĩ một chút, nhưng kiên định lắc đầu nói. Không, tiếp tục theo kế hoạch hành sự, ngược lại buổi tối sẽ phát động đánh lén, đến lúc đó đại quân đồng thời giết qua, hiện tại căn bản không thể trở về bẩm báo. Đây là lần đầu tiên hắn mang binh, sao có thể nửa chừng bỏ giờ. Hơn nữa, hắn hận lang hàn thấu xương, thật vất vả đạt được cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Bọn họ án binh bất động, chờ tới lúc buổi tối lại xuất kích, thời gian trôi qua rất nhanh khi ánh trăng lên cao bọn họ lặng yên hành động bước về doanh trại của kim sư quốc bọn họ là một tiểu đội chỉ có một cao thủ nhật nguyệt cảnh tự nhiên sẽ không trông cậy vào tạo thành phá hư lớn bực nào mục tiêu của bọn họ là dẫn phát quân đội của kim sư quốc hỗn loạn từ đó để đại quân của đông vũ quốc có thể thong rong độ giang chỉ cần nắm quyền khống chế độ giang vậy thì đồng nghĩa với thổi lên kèn lệnh phản công bằng không có nơi hiểm yếu này tồn tại đối với phương nào mà nói đều là dễ thủ khó công dưới đêm tối, đội ngũ nghìn người như U Linh tới gần quân doanh của Kim Sư Quốc. Dù là buổi tối, nhưng ở đây cũng sáng rực, cây đuốc to lớn quay chung quanh doanh trại. Bất quá, đội đột kích đánh cũng chỉ là một cái xuất kỳ bất ý, muốn giao động trận tuyến của đội quân này mà thôi. Giết, Triệu Luân ra lệnh một tiếng, nhất thời, toàn viên xuất động, phát động mãnh công về phía đối phương. Tuy số lượng nghìn người không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là sơn hà cảnh, như mãnh hổ ra chuồng, xung phong về phía quân doanh phía trước. Trong quá trình xung kích, bọn họ còn phát ra tiếng rít gào như sấm, dụng ý chính là kinh sợ chi quân đội này, làm cho đối phương tiến nhập trạng thái hốt hoảng, đồng thời cũng là phát tín hiệu cho bên kia nộ giang, có thể tấn công. Quả nhiên, một nghìn sơn hà cảnh đồng thời rít gào, hình thành tiếng gầm đều đủ chấn phá hư cảnh thổ huyết, doanh trướng phảng phất như gặp phải cơn lốc, bay mất một mảnh lớn. Toàn bộ đại quân của Kim Sư Quốc nhất thời lâm vào trạng thái hoảng loạn, ở dưới âm ba chấn động đáng sợ, mệnh lệnh của quan chỉ huy không thể hữu hiệu, rất có trạng thái quần long vô thủ. Hừ, trong một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một tướng lĩnh bận kim giáp xuất hiện, hắn đứng ở trên một cây cột cờ, thân thể cao chừng ba trượng, bộ phận lộ ra ngoài khôi giáp, đúng là nham tương đang nóng chảy. Xích diễm đại tướng quân, binh sĩ của kim sư quốc lập tức bình tĩnh trở lại, hình như có người này ở đây, như vậy tất cả chắc trở đều có thể dễ dàng giải quyết. Liễu Thanh, kim sư quốc đại tướng quân, phong hào xích diễm, chính là quân thần của kim sư quốc, lãnh binh xuất chiến 109 tràng, chỉ nếm bảy chàng thất bại có thể nói là dụng binh như thần hắn là quân hồn chỉ cần có hắn đại quân liền vững như thái sơn bất quá là một đám đạo trích có gì phải hoảng liễu thanh khinh thường nói thanh âm ùm ùm truyền khắp mỗi một ngóc ngách vâng binh sĩ của kim sư quốc đều hò hét không còn vẻ bối rối nữa bọn họ đều dơ cao binh khí giết qua đội ngũ đột kích cao giọng hò hét tuy không có mấy cao thủ sơn hà cảnh nhưng sĩ khí là tuyệt không thua kém chiến đấu hết sức căng thẳng Phương diện xích thiên học viện, bởi vì chiến lực của học sinh cao hơn một mảng lớn, vừa tiếp xúc tự nhiên là đại chiếm thượng phong, nhưng theo càng ngày càng nhiều cao thủ gia nhập, chiến đấu liền biến thành cân đối. Dù sao, một chi đại quân như thế làm sao cũng có thể kéo ra mấy nghìn sơn hạc cảnh Lăng Hàn chỉ thủ chứ không công, trung quy trung củ. Này không phải chiến đấu của hắn, cùng Kim Sư Quốc lại không có cửu hận, cùng Đông Vũ Quốc càng không có vấn đề gì, hà tất đi giết người vô tội. Bất quá, cũng chính vì thực lực của hắn không hiện, mới không có lọt vào cường giả công kích. Hắn không có áp lực chút nào, một bên còn đang suy tư tình huống phát sinh ở đây, tại sao khắp nơi là một mảnh tử khí. Bất kỳ một quốc gia nào, mục đích xuất trinh là vì chinh phục mà không phải sát lục. Nhưng không chỉ người chết sạch, ngay cả hoa cỏ muôn thú cũng chết sạch, đây là vì sao? Bỗng nhiên, trong lòng hắn dâng lên một cảnh giác mãnh liệt, thân hình vội vã bắn lên, nhào qua bên trái. Phốc, mặt đất hắn đứng bỗng nhiên nổ tung, một cổ kinh lực đáng sợ phóng lên cao, thắt cổ tên lính giao thủ với hắn thành mảnh nhỏ. Kinh lực là từ dưới nền đất đánh lên, mà đi qua đại địa môi giới còn có thể có uy lực như vậy, đây không phải sơn hà cảnh đánh lén, mà là nhật nguyệt cảnh, nếu như là cường giả của quân địch, hà tất đánh lén. Hai quân giao phong, trực tiếp xông lại là được, như vậy, chỉ có một khả năng, xuất thủ là Triệu Luân. Lăng Hàn nhìn lại Triệu Luân, người này đang kịch chiến với Liễu Thanh, mà khi ánh mắt của hắn nhìn Triệu Luân, chỉ thấy đối phương cũng liếc mắt nhìn hắn lộ ra sát khí lành lạnh xác định không thể nghi ngờ nhất định là hắn ra tay kỳ quái hắn có thể cùng liễu thanh đánh cho khó hòa giải lang hàn thấy rõ phía sau liễu thanh dương động hai vòng nhật nguyệt điều này đại biểu đối phương là nhật nguyệt cảnh trung cực vị hậu kỳ mà triệu luân rõ ràng mới vừa vào nhật nguyệt cảnh một vòng mặt trời nhỏ đến đáng thương tranh lệch của song phương ít nhất là thất tinh nhưng triệu luân rõ ràng chỉ là thiên tài tứ tinh ở đây lại không thể lấy ra quốc thế Hắn làm sao bù đắp ba tinh chiến lực? Chẳng lẽ hắn đột nhiên biến thành thiên tài thất tinh? Không hợp, Lăng Hàn lập tức thấy, khôi giáp trên người Triệu Luân tỏa ra thần quang, hình như bộ khôi giáp này mới thật sự là người chiến đấu, Triệu Luân chỉ là khôi lỗi mà thôi. Chí bảo, tuyệt đối là chí bảo, chính là chiến giáp kia để chiến lực của Triệu Luân tăng lên ba tinh, thực là kinh người. Người này không muốn lưu lại chứng cứ phạm tội, bởi vậy lấy phương thức âm thầm xuất thủ đánh lén, hoàn hảo Lăng Hàn phản ứng mau, nếu không bị đánh trúng một cái sợ là lấy thể phách của hắn cũng phải bị thương nặng. Ha ha ha, nên triệt để giải quyết đống cặn bả này. Trong tiếng cười dài, mấy trăm cường giả xuất hiện, phía sau ai cũng dương động nhật nguyệt. T, mấy trăm nhật nguyệt cảnh, phải biết rằng coi như là kim sư quốc, tất cả nhật nguyệt cảnh cộng lại cũng không quá một trăm. Hiện tại đi tới mấy trăm cường giả như vậy, này ý tứ là gì? Trong lòng lang hàn nhất thời kinh hãi, này là cường giả của trụ thiên hoàng triều. ở đây phát sinh tình huống vốn đã thập phần cổ quái hiện tại lại xuất hiện thân ảnh của trụ thiên hoàng triều, tự nhiên để hắn nghĩ đến, lần này kim sư quốc xâm lấn hoàn toàn là xuất phát từ thụ ý của trụ thiên hoàng triều. chương 1101, sát khí hạ. Chỉ là vì sao ở đây lại hóa thành tử địa, chạy, đội đột kích đều kinh ngạc đến ngây người, ai có thể nghĩ tới trong quân đội của kim sư quốc lại có mấy trăm nhật nguyệt cảnh. Ở trước mặt cổ lực lượng này, bọn họ chính là đống cặn bả. Còn chạy được sao, đám nhật nguyệt cảnh kia xuất thủ, Sơn Hà cảnh nào có tư cách đối kháng, ai cũng bị trấn áp trong nháy mắt. Cũng may đám Nhật Nguyệt cảnh này không có ý sát nhân, chỉ phong bế tu vi, tiếp đó vứt qua một bên. Chỉ có Triệu Luân lao ra vòng vây, khôi giáp trên người hắn lại còn có thể để hắn phi hành, hơn nữa lực phòng ngự cường đại, ngay cả nhiều Nhật Nguyệt cảnh như vậy cũng không thể lưu hắn lại. Mặt khác, ở trong hỗn chiến như vậy, ai cũng không có chú ý tới còn thiếu một người. Lang Hàn tự nhiên là trốn vào trong hắc tháp, toàn bộ áp xuống, một cường giả hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của bệ hạ. Vâng, trong nháy mắt, chiến trường hoàn toàn chấm dứt, mà các thạch xa cũng bắt đầu phát động công kích, đập quân đội của Đông Vũ Quốc còn không có vượt sông đến quân lính tan giã, chỉ ít một phần tư bộ đội bị nộ giang thôn phệ. Quân đội còn sống sót đều quay đầu trở lại, không dám tiến lên nữa. Ai bảo bọn họ không có một chút xíu lý giải với thực lực của quân đội Kim Sư Quốc, trận thảm bại này là chuyện đương nhiên. Hoàn hảo, Trụ Thiên Hoàng Triều hiển nhiên không có ý toàn diện khai chiến với loạn tinh Hoàng Triều, bởi vậy viện quân của bọn họ vẫn ẩn ở chỗ tối, cũng không có đuổi tận giết tuyệt học sinh quân, mà chỉ bắt giữ. Hiển nhiên, mưu đồ của bọn họ quá nhiều, Lang Hàn ở trong hắc tháp lặng lẽ quan sát, nghe đối phương nói lỡ miệng, bất luận kẻ nào cũng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của bệ hạ, dĩ nhiên, đối phương không biết còn có một người núp ở trong bóng tối nghe trộm, kỳ thực cũng không tính là nói lỡ miệng. Lượng tin tức từ trong câu nói này rất lớn, quả nhiên, hết thảy đều là trụ thiên hoàng triều thụ ý, thậm chí còn trực tiếp tới từ ý chí của trụ thiên hoàng. Lăng Hàn hiếu kỳ, trụ thiên hoàng triều mong muốn rốt cuộc là cái gì? Rất nhanh, phụ cận liền trở nên an tính, Lăng Hàn ra hắc tháp, lặng yên ly khai quân doanh, bước về Bắc Phương. Trụ thiên hoàng triều không phải là muốn thu phục cương vực, lại lấy đại quân phong tỏa nộ giang, hiển nhiên là có mưu đồ ở chỗ này. Hắn ở trong quân doanh cũng điều tra không ra tư liệu gì, bởi vì đây chẳng qua là một đội quân tiên phong, hắn thâm nhập quốc thổ của đông vũ quốc nhưng càng chạy hắn càng kinh hãi bởi vì bốn phía vẫn là một mảnh tĩnh nghịch sinh mệnh toàn bộ diệt tuyệt. lăng hàn tế xuất xuyên vân toa phi toa bay ở trên mảnh đất này cẩn thận tìm tòi tốc độ của xuyên vân toa rất nhanh mà thị lực của lăng hàn lại cực kỳ tốt bởi vậy tốc độ tìm tòi của hắn rất nhanh trong thời gian cực ngắn tìm khắp một khu vực lớn thổ địa phía trước đột nhiên biến thành xích sắc hình như bị thiên hỏa đốt qua ông đột nhiên xuyên vân toa lay động hình như gặp công kích Lăng Hàn vội vã lao xuống, thu hồi phi toa, tỉ mỉ quan sát, thể hội. Phiến đất chết này, tỏa ra sát khí đáng sợ. Chủ thiên hoàng muốn tìm cái gì? Lăng Hàn thầm nghĩ, bọn họ lại ở đây làm cái quỷ gì? Cứ nhiên biến một mảnh đất vì nhiều thành ngàn giảm xích hồng. Hắn chậm rãi tiến tới, không dám có chút lơ là. Đột nhiên, trong lòng của hắn có báo động, phía trước có từng cổ sát khí dâng lên, lẫn nhau dung hợp, tạo thành một đạo nhân hình. Oanh, nhân hình này lập tức công kích về phía Lăng Hàn, một quyền đánh ra, cả cánh tay dài vô hạn, đánh thẳng tới mặt Lăng Hàn. Vật gì vậy? Lăng Hàn huy ra một kiếm, dưới kiếm ý của khoái từ kiếm quyết, hắn đi sau mà tới trước, xoát xoát xoát, trong nháy mắt huy ra bảy kiếm, chém nhân hình này thành tám khối. Nhân hình lần nữa biến thành yên vụ, nhưng lập tức lại ngưng tụ lên, tựa hồ một kiếm kia căn bản không có tạo thành một chút xíu thương tổn với nó. Có ý tứ, Lăng Hàn lẩm bẩm nói, phất tay gọi Tu La Ma đế ra. Chủ nhân vĩ đại, lợi trảo của tiểu đế đã đói khát khó nhịn, ngài hạ lệnh đi, hôm nay tiểu đế phải cắn mông của người nào. Một con lang xuất hiện, khuôn mặt nịnh nọt, thật bất khả tư nghị a, à, mới qua mấy tháng mà thôi, chủ nhân liền thẳng tiến trung cực vị đỉnh phong, đây là tiết tấu muốn nghịch thiên sao. Hô, nhân hình kia lại giết tới, vẫn là một quyền huy qua. Ngao ô, tu la ma đế phát sinh một tiếng sói chu, chủ động giết qua. Hắn có chiến lược đại viên mãn hậu kỳ, vừa lao qua, nhất thời đè nhân hình sát khí lại, lại cắn một phát. Nó rào rạt đắc ý, loại này cũng dám bất lợi với chủ nhân của hắn, quá ngu xuẩn. Di, hắn lập tức phát sinh thanh âm kinh ngạc, bởi vì sát khí này lại tổ hợp lần nữa, tạo thành một nhân hình mới. Này là tiểu cường đánh không chết sao, có chút giống người A, à. Lăng Hàn nói, tu la ma đế kinh ngạc, hắn là từ trong hỗn độn ma khí đản sinh, tuy thực lực không tính cao ra sao, nhưng ở minh giới lại thuộc về tồn tại cực kỳ đặc thù, Người ở minh giới tuyệt đối tìm không ra chủng tộc thứ hai có thể bám vào các loại sinh linh, người chết, khôi lỗi. Chính vì hắn có năng lực đặc thù như vậy, mới có thể được phái đến thần giới, tìm kiếm hằng thiên đại lục. Chủ nhân, này hẳn không phải là sinh mạng thể. Hắn phán đoán, lang hàn gật đầu nói, sát khí nơi này rất cường đại, có ý chí bất diệt sôi trào, địa phương sát khí nồng nặc, liền có thể tụ thành nhân hình như vậy, có hung tính công kích. Tu La Ma Đế Kinh Hãi nói, cường giả như vậy cũng thật đáng sợ, đây chỉ là một tia ý chí giật tán ra ngoài mà thôi. Lăng Hàn sờ sờ cầm, vừa tiếp tục trấn áp nhân hình sát khí nói. Nên ta rất muốn biết, trụ thiên hoàng triều đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Chủ nhân, phía trước nguy hiểm, chúng ta không nên xâm nhập A. À. Tu La Ma Đế rất sợ chết, không có việc gì, gặp nguy hiểm ngươi ngăn ở phía trước hiểm hộ ta là được. Lăng Hàn thuận miệng nói, A, à, Tu La Ma Đế nhất thời nới rộng miệng chó, một bộ chủ nhân ngươi không thể bẫy ta như vậy A. À. Lăng Hàn thử qua các loại biện pháp, nhưng loại nhân hình này rất dễ đánh tan, lại hoàn toàn không thể bị giết chết, mặc cho người phá thành trăm ngàn mảnh nhỏ, nó rất nhanh thì có thể ngưng tụ, phản phất không chết. Thử xem cái này, hắn vận chuyển hỏa diễm thần văn, đánh qua nhân hình sát khí kia. chương 1102, Tế Đàn, ông, lúc hỏa diễm thiêu đốt, Lăng Hàn phản phất nghe được một tiếng kêu to, chấn đến đầu óc của hắn rung động, khó chịu không gì sánh được. Nhưng hiệu quả của thần diễm cũng hết sức rõ ràng, rất nhanh thì đốt nó thành cho tàn. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại Tu La Ma Đế, chỉ thấy hắn còn thảm hại hơn, trực tiếp từ trong khôi lỗi lang lao ra, thân hình không ngừng dẫy dụa. Nhân hình kia kêu to là thần hồn trùng kích, mà thần hồn của Lăng Hàn được bất diệt thiên kinh rèn luyện đến cứng cỏi không gì sánh được, bởi vậy hắn chỉ khó chịu một chút, nhưng Tu La Ma Đế chỉ là trung cực vị, bị trùng kích như thế, liền lộ ra nguyên hình. Có chút y tứ, Tu La Ma Đế có chút giống sát khí này, bọn họ không có hình thái thực chất, càng nhiều hơn chính là thuộc về loại tinh thần. Trước đây Tu La Ma Đế bị tháo thành tám khối cũng không chết, này đổi thành thần linh khác, dù cho thực lực của hắn cao hơn một mảng lớn cũng không thể nào làm được. Nhưng Tu La Ma Đế sợ nhất chính là thần hồn trùng kích, chỉ cần cường độ thần hồn trên hắn, sử dụng tinh thần bí pháp liền có thể tạo thành tổn thương cực lớn với hắn. Sát khí này hiển nhiên như vậy, công kích thiên hướng phương diện thần hồn. Tu La Ma Đế làm trạng thái nôn khan, nhưng hắn lại yên vụ, làm sao có thể ói ra vật, phun một trận lại trở về trong cơ thể khôi lỗi lang, nói. Chủ nhân, thứ này thật phiền toái, ngươi nên tu luyện thần hồn nhiều một chút. Lang Hàn nói, nói giản đơn, nhưng công pháp tu luyện thần hồn trên thế gian quá ít ỏi, có cũng là nắm giữ ở trong tay mấy vị ma chủ, người bình thường chỉ có thể để thần hồn lớn mạnh, nhưng muốn để cao tính dai lại quá khó khăn. Thật giống như thể tu, luyện thể thuật không nói qua tay có thể hốt một nắm, nhưng vẫn có phương pháp, nhưng công pháp cường kiện thể phách thì sao? Hiếm thấy không gì sánh được, lời này tu la ma đế dĩ nhiên không dám nói ở ngoài miệng chỉ có thể tâm lý oán giận nhưng hắn cũng hiếu kỳ chủ nhân này thực sự là nghịch thiên a không chỉ thể phách mạnh mẽ như thế ngay cả thần hồn cũng cứng cỏi không gì sánh được hắn tới cùng tu luyện bí pháp gì một người một lang tiếp tục tiến tới sát khí nơi này đều lấy một khu vực làm trung tâm không ngừng ngưng tụ khi số lượng đạt đến trình độ nhất định liền có thể ngưng tụ ra nhân hình rất nhanh lại một nhân hình sát khí xuất hiện triển khai công kích về phía lăng hàn nó gào to, rõ ràng nghe không được bất kỳ thanh âm nào, nhưng thẳng vào thức hải, nhấc lên cuộn sóng vạn trường. Thần hồn va chạm, ta sợ ngươi sao? lang Hàn đánh tới một cái thất sát chấn hồn thuật, phốc, nhân hình sát khí bị đánh thành vô số mảnh nhỏ, lẫn nhau còn muốn dung hợp, nhưng thật giống như mất đi tính dính, làm sao cũng không thể tổ hợp lần nữa. Quả nhiên, thứ này am hiểu trùng kích thần hồn, nhưng nhược điểm cũng ở trên thần hồn, nếu ở phương diện này vượt lên nó, là có thể đơn giản đánh bại nó lăng hàn phất phất tay mảnh nhỏ sát khí hóa thành vô số khối hướng bốn phía phiêu tán chủ nhân ngài thực sự là quá uy vũ trên trời dưới đất trước một kỷ nguyên sau một kỷ nguyên ngài nhất định là thiên tài mạnh nhất không có một trong tu la ma đế vỗ mông ngựa như nước thủy triều lăng hàn cười ha hả nói ta vĩ đại như vậy ngươi làm tiểu đệ cũng không thể quá yếu đối thủ phía trước giao cho ngươi tốt không tốt tu la ma đế vừa định vỗ ngực bảo chứng nhưng ánh mắt quét đến phía trước liền sợ đến đuôi dựng đứng lên, bởi vì phía trước xuất hiện nhân hình sát khí còn lớn hơn một vòng. Bọn họ một đường lại đây cũng diệt vài nhân hình sát khí, biết hình thể của nhân hình sát khí càng lớn, nói rõ ngưng tụ sát khí càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Hiện tại con này, sợ là vừa hô hắn không phải là bị chấn ra vật dẫn, mà cả người tứ phân ngũ liệt A. À. Mặc dù nói tánh mạng của hắn cấu tạo đặc thù, tứ phân ngũ liệt cũng không vấn đề gì, nhưng đang yên đang lành ai muốn bị tứ phân ngũ liệt, không đau sao. Chủ nhân, cứu mạng a tu la ma đế vội vã kêu thảm thiết nói tuy hắn có khôi lỗi lang làm vật dẫn chiến lược cao tới đại viên mãn hậu kỳ nhưng đám nhân hình sát khí kia lại phảng phất là khắc tinh của hắn tùy tiện lấy thần hồn trùng kích để hắn có thể phách cường đại cũng không có tác dụng lang hàn thử lấy hắc tháp thu nhưng những sát khí này tuy không phải sinh mệnh thể lại có ý chí võ đạo thật giống như một kiện thần binh trước phải xóa sạch hết ý chí võ đạo trong đó mới được nhưng không có ý chí võ đạo duy trì sát khí này tự nhiên cũng không tồn tại nữa. Cho nên nói, hắc tháp không có tác dụng, Lăng Hàn đánh ra một cái thất sát chấn hồn thuật, đầu của nhân hình sát khí kia lập tức nổ tung, nhưng bộ phận khác vẫn hoàn hảo. Một màn kinh người xuất hiện, nhân hình sát khí này tự mình hái đầu xuống, tiếp đó sát khí dũng động, từ trong thân thể lại lần nữa sinh ra một cái. Nó vốn không có hình thái cố định, dù chém thành ngàn mảnh cũng có thể hợp lại trở về, này tự nhiên là chút lòng thành. Con này lợi hại hơn một chút, Lăng Hàn xuất thủ lần nữa, một bên phát động thất sát chấn hồn thuật, một bên vận chuyển hỏa diễm thần văn, hai cái này đều là thủ đoạn đối phó nhân hình sát khí. Nhân hình sát khí cũng không có khoanh tay chịu chết, triển khai kịch chiến với Lăng Hàn, công kích của nó mang theo tinh thần trùng kích, chỉ cần bị nó đụng một phát, thần hồn giống như bị kim đâm, khó chịu không gì sánh được. Lăng Hàn phải phí một ít tay chân mới giải quyết nó, để hắn cũng có chút cật lực, như cùng kình địch đại chiến một hồi. Chủ nhân huy vũ, chủ nhân khí phách, tu la ma đế lao tới nịnh nọt, bọn họ tiếp tục tiến tới, lại tiêu diệt một ít nhân hình sát khí, phía trước chợt xuất hiện một nhân hình sát khí cao tới ba trượng. Đừng nói tu la ma đế sợ đến tay chân run rẩy, ngay cả lăng hàn cũng hết hồn. Đoàn sát khí này lớn lắm, ngang, nhân hình sát khí xuất thủ, một trường vỗ ra, thần hồn trùng kích đẩy mạnh, hóa thành thực chất, chấn đến mặt đất run rẩy. Lăng hàn không có dự định chiến đấu, một tay nắm lấy đuôi của khôi lỗi lang, xoát, cùng tu la ma đế đồng thời tiến nhập hắc tháp. Oanh, nhân hình sát khí đập xuống một trường, dương lên bụi đất đầy trời, nó có chút mờ mịt, đối thủ đâu. Hắc tháp theo gió mà động, như hạt bụi bay về phương xa. Lăng Hàn lập tức ra hắc tháp, quay đầu bỏ chạy. Trường 1103, Lao Tù, ở đây giao chiến với nhân hình sát khí thật không có một chút ý nghĩa, đánh với yêu thú còn có thể thu hoạch linh nhục, đây chính là vật đại bổ, nhưng sát khí có cái gì chứ? Cái dám vậy đánh là gì? Lăng Hàn một đường bão táp, gặp phải nhân hình sát khí hắn có thể tránh thì tránh, không thể tránh liền một kiếm chém vụn đối phương, lúc sát khí trọng tố liền nhân cơ hội đi qua. Nhưng càng thâm nhập, sát khí lại càng cường liệt, càng về sau, nhân hình sát khí cao 10 trượng cũng có, ngay cả Lăng Hàn cũng không có lực lượng đánh một trận, chỉ có thể lẫn thật xa. Nhân hình sát khí như vậy, cường độ thần hồn có thể sánh bằng nhật nguyệt cảnh, Lăng Hàn thật không đủ xem. Phía trước, xuất hiện một ngọn núi, ừ, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, cũng không phải núi, mà là một tế đàn. Bất quá bởi vì cao lớn, mới có thể vừa nhìn tưởng lầm là núi. Tế đàn này thực rất cao, chừng nhìn trượng, toàn thân là một trùy hình ba mặt, do từng tảng đá còn lớn hơn phòng ốc xây thành, toàn thân màu đỏ, ở dưới màn đêm nhìn tới, giống như một con cự thú phủ phục. Vì sao hắn sẽ cho rằng đây là tế đàn? Bởi vì hắn nghe thấy được mùi máu tươi mãnh liệt, cũng không phải giết mấy nghìn mấy vạn sinh linh, mà là chỉ ít trăm vạn trở lên. Thậm chí, tảng đá cấu thành tế đàn cũng không phải hồng sắc, mà là bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Ở bên cạnh tế đàn, còn thi thể trồng chất như núi, mặc dù không có cao như tế đàn, nhưng rộng chừng trăm dặm, trăm vạn chỉ là đoán chừng, ít nhất phải lên thập bội. Trụ thiên hoàng triều, đến tột cùng muốn làm gì? Âm, um, âm, um, âm, um, chỉ ít mười mấy con nhân hình sát khí to lớn vây quanh lại đây, lang hàn vội vã trốn vào trong hắc tháp, sau đó theo kình phong mà động, vừa vặn là, lại tung bay về phía tế đàn. Hắn nhìn thấy, xa xa đang có một đội xe ngựa lái tới. Đội xe ngựa này là xe chở tù nhân nhân, mỗi một xe đều lớn kinh người, có thậm chí cao tới mấy trượng, giam giữ các loại yêu thú mạnh mẽ. Yêu thú này ở trong xe giết gào, có còn phát ra thần thức giết gào, nguyền rùa. Không chỉ là yêu thú mạnh mẽ, còn có giá thú phổ thông, thậm chí còn có nhân loại, đều bị coi như gia súc, vận chuyển về phía tế đàn đi. Đây là muốn huyết tế sao? Xe ngựa một đường lại đây, tự nhiên cũng gặp phải nhân hình sát khí công kích, mà khi nhân hình sát khí vào tới, chỉ thấy trên xe ngựa có từng đạo từng đạo thần văn phát sáng, đan dệt thành hào quang óng ánh, oanh oanh oanh, đẩy toàn bộ nhưng nhân hình sát khí kia trở lại. Đây là tác phẩm của tinh thần cảnh, Lăng Hàn thầm nói, có chút nhân hình sát khí hầu như đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, nhưng ăn một đòn liền tan nát, cấp độ thần văn kia phải đạt đến tinh thần cảnh. Hắn nhìn thật cẩn thận, trên xe ngựa dán một lá bùa, đúng là lá bùa kia phát sáng, hình thành thần văn xe ngựa một đường đi tới nhân hình sát khí căn bản không thể ngăn trở trong lòng lăng hàn hơi động phát lên một ý nghĩ lớn mật đột nhiên từ trong hắc tháp xuất hiện vù trên người hắn lập tức đan dệt ma khí che đậy hoàn toàn thân hình của hắn hiện tại bất luận người nào nhìn thấy cũng đừng hòng nhận ra hắn mà ngày sau gặp lại cũng không thể liên hệ tới xeo 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 mấy cái lên xuống lăng hàn liền đuổi theo xe trở tù nhân nhân trực tiếp nhào tới muốn chết trên xe ngựa một tên phu xe lạnh lùng nói ngay cả ý tứ ra tay cũng không có phía trên xe có dán pháp chỉ của tinh thần cảnh không phải một tên sơn hà cảnh có khả năng tiếp cận tuy tên sơn hà cảnh này quả thật có chút quỷ dị cả người bao phủ trong hắc khí tỏa ra một loại tà ác không tên nhưng ở trước mặt pháp chỉ của tinh thần cảnh vậy là cái dám gì sẽ bị lực lượng của pháp chỉ trấn thành mảnh vỡ hà phu xe sững sờ hắn rõ ràng nhìn thấy người kia đánh tới sao đột nhiên không còn bóng dáng chẳng lẽ bị trấn thành cặn bả ngay cả một khối huyết nhục cũng không còn. Hắn có chút buồn bực, nơi này sát khí trùng thiên, bị chấn thành thịt vụn, cùng sát khí sen lẫn, xác thực khó có thể phân rõ được. Đại thiết đầu, có tình huống thế nào sao? Phía sau có một chiếc xe ngựa đi lên, có người lớn tiếng hỏi. Vừa nãy ta nhìn thấy một bóng đen lao tới xe của ngươi. Không có chuyện gì, một võ giả sơn hà cảnh, khả năng là cá lọt lưới, đã bị pháp chỉ của bệ hạ chấn thành cặn bã. Phu xe được gọi là đại thiết đầu hồi đáp, ha ha, tặc tử kia là muốn hủy xe chở tù nhân, thả những tù phạm này ra gây hỗn loạn sao? Thực sự là quá ngây thơ, có pháp chỉ của bệ hạ, bất luận người nào đến cũng vô dụng. Phu xe phía sau cười to nói, đúng vậy, đại thiết đầu gật đầu, một lần nữa cho xe đi tới, không để trong lòng chuyện vừa nãy nữa. Lang Hàn lẳng lặng ngồi ngay ngắn, trong nháy mắt hắn nhào tới xe ngựa liền tiến vào hắc tháp, vừa vặn rơi xuống trong xe ngựa, hắc tháp vạn pháp bất xâm, đương nhiên sẽ không bị thần quang của pháp chỉ cản trở. Trong chiếc xe ngựa này có mười mấy tù phạm, tất cả đều là yêu thú sơn hà cảnh, có mãnh hổ bốn mắt, có nghiêu đầu thân rắn, có cự dương màu vàng, nhưng đều bị bí thuật áp xúc thân thể, to nhỏ gần như dã thú bình thường. Tu vi của bọn chúng đều bị hạn chế, tuy trong cơ thể nắm giữ lực lượng to lớn, nhưng không cách nào vận chuyển ra, không ai không toát ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Đến cảnh giới này, trí tuệ của yêu thú đã không khác nhân loại, bọn nó tự nhiên cũng biết nơi này là một tế đàn, mà bọn chúng là tế phẩm điều này làm cho bọn chúng phẫn nộ để bọn chúng giết gào nhưng một lúc sau liền ngừng lại tuyệt vọng xe ngựa chậm rãi lái vào trong tế đàn ở dưới đáy có một con đường đủ để những xe ngựa này ung dung thông qua rộng rãi đến có chút kinh người hoàn cảnh chung quanh trở nên âm u trong đường nối có cây đuốc nhưng không đủ ánh sáng làm cho hoàn cảnh trở nên một ngạt mà lại âm u đường nối rất nhanh thì đến cuối phía trước rộng rãi sáng sủa bên trong tế đàn này trống rỗng ba mặt ngăn ra từng gian lao tù một đường khúc chiết, từ dưới đáy kéo dài tới đỉnh chóp, từng tầng từng tầng lít nha lít nhít. Đại đa số nhà tù giam giữ người hoặc yêu thú, có chút nhà tù thì trống không. Dưới đáy tế đàn bị đào rỗng, độ sâu không biết bao nhiêu, bởi vì bị máu tươi lấp kín. Coi như ở trong hắc tháp, lăng hàn phảng phất cũng có thể nghe được mùi máu tanh nồng nặc, dù cho dưới đáy tế đàn không có đào sâu lắm, nhưng chỉ nhìn diện tích liền biết máu tươi nhiều vô số kể. Trường 1104, Mưu đồ đáng sợ thượng. Chẳng trách bên ngoài có nhiều thi thể như vậy, đây thực sự là một trận tàn sát lớn. Trong huyết trì, thậm chí có thể nói là huyết hồ, mơ hồ có ánh sáng lấp lẽ, tỏa ra hàn khí kinh người. Oanh, huyết hồ phun trào, chỉ thấy một yêu thú to lớn từ phía trên quăng đi, đầu bị chém xuống, thi thể lọt vào trong huyết hồ, kinh động sóng lớn. Nhưng rất nhanh thì có người vớt thi thể của nó lên, vứt sang một bên. Từng gian nhà tù mở ra, chuyển người cùng yêu thú vào, sau đó xếp thi thể lên, chờ sau đó sẽ vận chuyển ra tế đàn, đưa đến bãi thi bên ngoài. Lăng Hàn Nhân lúc rối ren xuống xe ngựa, sau đó lại trốn vào trong hắc tháp, chờ đợi mọi người rời đi. Trong tiếng kêu gào thê thảm, giết chóc còn đang tiến hành, từng con yêu thú, từng võ giả từ trên đỉnh tế đàn rơi xuống, phốc hoành phốc hoành. Rơi vào trong huyết hồ, mà tù phạm mới tới đều lớn tiếng giết gào, dùng sức gõ song sắt, nhưng những lão nhân đều mất cảm giác, không phản ứng chút nào. Xe ngựa mang theo tràn đầy thi thể rời đi, Chờ sau đó còn có thể có nhóm xe ngựa thứ hai, thứ ba lại đây, mang đến tế phẩm mới, đồng thời mang thi thể hiến tế qua rời đi. Ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, cùng với thanh âm rơi xuống nước ngoài ngoai ngoành, thì nơi đây kỳ thực còn rất yên tĩnh, mỗi một tầng đều có một võ giả đang đi tuần, nhưng tế đàn này quá to lớn, tuần tra một vòng cần thời gian rất dài. Trong lòng Lăng Hàn thay đổi thật nhanh, chờ võ giả tuần tra đi qua, hắn đột nhiên từ trong hắc tháp xuất hiện, chụp tới người kia. Người kia kinh hãi, ai có thể nghĩ tới bóng dưng bên trong sẽ có người đột nhiên phát động tấn công mình. Hắn vội vã ngưng tụ một quyền đánh tới, vội vàng trong lúc đó, hắn chỉ kịp vận chuyển ra không đủ 3 phần 10 lực lượng. Vù, lang Hàn phát động thất sát chấn hồn thuật, người kia ngay cả kêu rên cũng không có, trực tiếp bị chấn ngất, lang Hàn nắm lấy cổ của đối phương, hơi suy nghĩ, thu vào hắc tháp. Hắn nhấn đối phương một cái, nguyên lực rung động, người kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tỉnh lại. Lớn mật, người kia lập tức quát một tiếng, lên tiếng hét lớn. Có địch, hắn im bặt đi, đột nhiên phát hiện nơi này đã không phải trong tế đàn. Hắn không khỏi ngơ ngác, đây là địa phương nào? Hắn hôn mê bao lâu? Chủ nhân nhà ta muốn hỏi ngươi, ngoan ngoãn phối hợp, nếu không bản đế liền ăn ngươi. Tu la ma đế xuất hiện, nhếch chó miệng, cái mũi cà cà ở trên mặt người kia. Không thể không nói, tu la ma đế rất thích hợp làm loại công việc này. Các ngươi, các ngươi, người nọ run như cầy sấy, đây là con chó gì a? mặt dữ tợn, rõ ràng là cơ quan khôi lỗi thú, lại có thể mở miệng nói tiếng người, hơn nữa dáng dấp như tiểu nhân, làm cho hắn không biết làm sao. Ngươi cái gì ngươi, tu la ma đế cáo mượn oai hùng, móng vuốt vỗ vào đầu người nọ. Ta là tiểu đế vĩ đại, vị này là chủ nhân của ta, nhân vật càng thêm vĩ đại. Hiện tại chủ nhân của ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết cái gì liền đáp cái đó, nếu không. Ta trước cắn nước tứ chi của ngươi, lại ăn chi thứ năm của ngươi. Người nọ chợt cảm thấy nội khố lạnh lẽo, không tự chủ được kẹp chặt hai chân, chỉ cảm thấy tại sao con chó này lưu manh hung tàn như vậy, lại muốn ăn mệnh căn của hắn. Bất quá, bị hù dọa như vậy, người nó ngược lại cũng đàng hoàng, không hiểu bị áp chế, xuất hiện ở một địa phương xa lạ, lại bị Tu La Ma đế đe dọa, ý chí của hắn đã hỏng mất. Các người xây cái tế đàn này làm gì? Lang Hàn thẳng vào chính đề. Chuyện này, người nó ấp a ấp úng. A, à, hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì một cánh tay đã bị Tu La Ma đế cắn xuống. Tu La Ma đế cũng không phải người lương thiện gì, hắn vốn là người trong minh giới, trong mắt hắn sinh linh thần giới là con kiến hôi, hoàn toàn không có để vào mắt, bởi vậy đừng nói cắn đứt một cánh tay, dù cắn đứt cổ của đối phương hắn cũng không để ý chút nào. Người nọ thấy Tu La Ma đế lại nhìn chòng chọc đến một cánh tay khác của mình, sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng nói: "Là vì lấy huyết tế hóa giải hung sát chi khí của một món bảo vật phía dưới, nếu không thì không thể thu." "Ồ, Lang Hàn hơi kinh ngạc nói, lần hành động này là hoàng đế của các người bày mưu nghĩ kế đúng đúng là ý chỉ của bệ hạ người nọ nếu đã khai kế tiếp liền không còn ý thức chống cự đàng hoàng trả lời vừa có pháp chỉ lại dùng đại quân nói rõ hoàng đế của các người rất trọng thị món bảo vật kia nhưng không có tự mình đến lấy điều này nói rõ ngay cả hoàng đế của các người cũng không có biện pháp thu nhất định phải lấy phương thức huyết tế đánh tan hung sát chi khí trước sau đó mới có thể thu lang hàn suy đoán ba 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 Tu La Ma đế lập tức vỗ móng vuốt nói: "Chủ nhân anh minh, chủ nhân trí tuệ, chủ nhân chính là thái dương của tiểu đế ta, chiếu sáng tiểu đế đi tới tương lai." A, à, Tu Binh cũng hét thảm một tiếng, hắn vô tội nhìn Tu La Ma đế, đang yên đang lành ngươi cắn ta làm gì? "Chủ nhân của ta nói ra phán đoán anh minh thần võ như vậy, ngươi lại dám không vỗ tay, muốn tạo phản sao?" Tu La Ma đế trợn to mắt chó, một bộ hung thần ác sát. Tu Binh không khỏi biệt khuất, hiện tại nếu hắn có lực lượng vô thượng Vậy đầu tiên muốn chân áp sẽ không phải Lăng Hàn, mà là con chó này, quá con mẹ nó xấu tính. Là bảo vật gì?" Lăng Hàn hỏi. "Không biết." Tu Binh lắc đầu. "A." À, hắn kêu thảm thiết, một cánh tay khác đột nhiên bị Tu La Ma đế cắn xuống. "Ta thật không biết." Hắn liền vội vàng kêu, cũng không muốn lại bị cắn hai chân. "Chủ nhân, xem ra hắn thật không biết." Tu La Ma đế quay đầu nói với Lăng Hàn, "Tu Binh ai oán không gì sánh được, ngươi là một lời không hợp liền rút đao sao?" "Còn tốt." sau khi tiến vào thần cảnh, gãy chi phục sinh là chuyện nhỏ, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Ngoài ra, nếu như bị cường giả gây thương tích, vết thương còn để lại ý chí võ đạo của đối phương, như vậy trước khi khu trục liền không thể tái sinh. Lăng Hàn rơi vào trầm tư, Tu La Ma Đế không dám quấy nhiễu, vội vã ý bảo tù binh đi qua một bên, hắn muốn tra tấn đợt thứ hai, hỏi tất cả tin tức mà đối phương biết, lấy lòng Lăng Hàn. Trụ thiên hoàng lấy kim sư quốc xâm lấn che lấp, mục đích là bảo vật trôn giấu phía dưới, mà đối phương phí chắc trở lớn như thế, ý nghĩa bảo vật không phải tầm thường. Chương 1105, mưu đồ đáng sợ hạ. Hắn đi ngang qua liền chứng kiến nghìn giảm hóa thành đất chết, sinh linh toàn diệt, nghĩ đến hẳn là toàn bộ bị chộp tới làm tế phẩm, chẳng những cả người lẫn vật, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng khó thoát một kiếp. Coi như ở trong mắt thần linh, người thường chỉ là con kiến hôi, nhưng hành vi này vẫn như cũ có thể xưng là phát rồ, thảo nào trụ thiên hoàng phải phong tỏa nộ giang, không cho việc này tiết ra ngoài, nếu không tất sẽ dẫn phát loạn tinh hoàng chiều tức giận. Nhưng giấy không gói được lửa, sự tình này sớm muộn gì thiên hạ cũng biết, như vậy Lăng Hàn cho ra hai khả năng. Một, bảo vật nơi này đủ chân quý, làm cho trụ thiên hoàng tình nguyện gánh bêu danh, thậm chí bốc lên phiêu lưu đồng thời khai chiến với hai đại hoàng triều cũng muốn đạt được. Thứ hai, món bảo vật này chính là thần binh vô thượng, chỉ cần đạt được, võ lực của trụ thiên hoàng có thể nghiền ép thương sinh, vậy cho dù chân tướng hiện ra thì như thế nào, chỉ có hắn chân áp người khác, ai có thể phản kháng hắn Cái thế giới này cuối cùng là do cường giả định đoạt Thời điểm thực lực có thể nghiền ép, còn cần nhìn ánh mắt của những người khác sao Những người khác lại dám nhiều lời sao Không ổn, chuyện phát rồi như huyết tế Người người oán trách, trụ thiên hoàng cũng dám làm Nói rõ mưu đồ của hắn còn hơn xa Nhất định phải phá hư, lăng hàn vỗ tay một cái Làm ra quyết định, biện pháp tốt nhất Chính là trước tiên đoạt bảo vật ở nơi này Trụ thiên hoàng kia liền dã chàng xe cát nhưng ngay cả chủ thiên hoàng cũng phải lấy phương thức huyết tế đánh tan sát khí mới dám thu, vậy hắn có tư cách gì có thể ra tay trước? Bên ngoài chỉ tản ra chút sát khí là có thể ngưng tụ thành hình người, công kích thần hồn, như vậy bản thân bảo vật kia tản mát ra sát khí sẽ đáng sợ đến cỡ nào, là lang hàn bây giờ có thể ngăn cản sao? Nếu có thái sơ thạch mà nói, vậy còn có thể thử xem. Lang hàn không khỏi thầm kêu đáng tiếc, có ý nghĩ bắt loạn tinh nữ hoàng tới, ra sức đánh cái mông của đối phương một trận. Cái ý niệm này hiện lên, hắn không khỏi cười khổ, xong, bất tri bất giác, thân ảnh của vị nữ hoàng này đã nảy mầm trong lòng hắn, thỉnh thoảng sẽ hiện lên. Thật là hồ ly tinh a, à. không thể thu bảo trước, ta liền chế tạo hỗn loạn, thả tất cả tù nhân, phá hư nhịp điệu huyết tế, sau đó lập tức chạy ra, truyền tin tức về hoàng đô, để cho loạn tinh nữ hoàng tự mình đến giải quyết. Vương đối vương, chiến đấu cấp số này không phải ta có thể tham dự. Bây giờ vận mệnh của hắn đã liên hệ với loạn tinh hoàng triều nếu như trụ thiên hoàng thật thành vô địch thiên hạ vậy hợp ninh tinh sẽ đối mặt một hồi quyền lực thanh tẩy cũng ý nghĩa quyền lực hoàn toàn tập trung không ai có thể ngăn được thiên tài giống như hắn liền nguy hiểm người độc tài không muốn thấy nhất chính là người có khả năng khiêu chiến thống trị của mình huống hồ hắn còn có đại lăng triều không thể để cho người bên ngoài xuống tay cứ quyết định như vậy thân hình của lăng hàn lóe lên ra hắc tháp tầng này chỉ có một người đi tuần bởi vậy dù người nọ tiêu thất nhưng muốn gây nên chú ý, vậy cũng phải đến lúc hắn thay ca. Hắn xuất hiện ở trước một nhà tù, tế xuất thần kiếm, đinh đinh đinh. Chém cửa sắt ra, nhoẻn miệng cười, nhìn tù phạm nói. Các vị có muốn đi ra ngoài không? Trong phòng giam, có tất cả bảy yêu thú, lúc này đều trợn mắt hốc mồm nhìn lăng hàn, biểu tình không dám tin tưởng. Lại có một nhân tộc chạy đến nơi đây cứu bọn họ. Nói giỡn, bọn họ dĩ nhiên là muốn chạy đi. Nhân tộc, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, lão hùng nợ ngươi một thiên đại nhân tình. Một hắc hùng chỉ cao có ba thước, hai con mắt màu tím nói. Này là một yêu thú sơn hà cảnh đại cực vị, sớm khai hóa trí tuệ, có thể hóa thành nhân hình, nhưng bây giờ tu vi bị áp chế, thân thể bị mạnh mẽ áp xúc, để hắn vừa giận vừa thẹn, coi là vô cùng nhục nhã. Tử nhãn hùng, có một tiêu huyết mạch của thượng cổ thần thú bá thiên hùng, cư nhiên lưu lạc đến nước này, để hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lăng Hàn nói, ta có thể giải khai cấm chế trên người các vị, Thế nhưng, các người nghĩ rằng chút số lượng ấy có thể chạy ra lò sát sinh này sao? Người có biện pháp gì? Một con lừa hỏi, toàn thân nó kim sắc, so với ngựa còn muốn thần võ hơn. Có thể được xem trọng cũng là sinh linh thần cấp, sinh linh phổ thông đều bị trực tiếp giết chết hiến tế, bởi vì sinh mệnh lực của bọn họ quá yếu, không cần nghi thức gì, nhưng từ sơn hà cảnh bắt đầu, sinh linh có thọ nguyên kinh người, hiệu quả hiến tế cực cao, thì không thể qua loa giết chết. Lang Hàn cười nói, ta tu luyện bí pháp, có thể ở đây tới lui tự nhiên, nên kế hoạch của ta là như vậy, do ta thả toàn bộ tù phạm ở nơi này ra, đến lúc đó đồng thời hành động, như vậy mặc kệ thế nào, luôn có thể có một bộ phận người chạy đi. Bảy yêu thú hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhất tề gật đầu. Chỉ mấy người bọn hắn giết ra ngoài, vậy căn bản không đủ nhét kẻ răng, nhưng toàn bộ sinh linh trong tế đàn đồng thời bạo động, vậy chính như Lăng Hàn nói, tuy vẫn sẽ có rất nhiều người bị chấn giết, nhưng chung quy có bộ phận người có thể trở thành người may mắn. Liêu Mạng bảy yêu thú đều nói, Lăng Hàn đánh ngất xỉu bảy yêu thú, hiện tại đám yêu thú này đều bị chế trụ tu vi, muốn làm được điểm ấy quá dễ dàng, tiếp đó thu vào trong hắc tháp. Ở trong hắc tháp giải trừ cấm chế trên người bọn họ, đối với Lăng Hàn mà nói là dễ như trở bàn tay. Hắn lại thả bảy yêu thú ra, chấn tỉnh lại, để bảy yêu đều khiếp sợ, sao đột nhiên mất đi ý thức, tu vi liền khôi phục. Nhưng một lần nữa nắm giữ thực lực, bọn họ đều lòng tin tăng nhiều, cũng không có vọng động, mà đợi tín hiệu xuất thủ, lúc này bị thủ vệ phát hiện mà nói vậy kế hoạch vượt ngục của bọn họ khẳng định thất bại bọn họ ước định chỉ cần vừa phát sinh bạo động những người khác sẽ lập tức hành động bởi vì cực có khả năng bị thủ vệ sớm phát hiện nơi này không đúng mặc kệ đến lúc đó đến tột cùng thả ra bao nhiêu người đều phải liều mạng một phen lăng hàn tiếp tục di chuyển nói lời giống nhau đối với tù phạm nơi này mà nói vốn là đang đợi chết nhưng bây giờ chiếm được một tia hy vọng tự nhiên cảm kích lăng hàn không gì sánh được cũng nguyện ý phối hợp hắn, vì mình tranh thủ một đường sinh cơ. chương 1106, thả tù phạm ra. Tình huống tốt ngoài ý liệu, tuy Lăng Hàn đã giải phóng rất nhiều nhà tù, nhưng xung quanh vẫn không có một chút xíu dị động. Hắn cũng không lo lắng lộ ra ngoài bí mật của hắc tháp, bởi vì trước hắn vẫn lấy ma khí che lại khí thức của mình, nếu hắn lấy tướng mạo sẵn có xuất hiện, bảo chứng không có một yêu thú, một nhân tộc nào có thể nhận ra hắn. Một người vóc dáng hư hư ảo ảo có không gian thần khí, như vậy cùng hắn có quan hệ gì? Tầng 1, tầng 2, tầng 3, Lăng Hàn không ngừng hướng về phía trước, một đường chân áp thủ vệ, thu vào trong hắc tháp. Đám thủ vệ này đều là Sơn Hà Cảnh, không phải tiểu cực vị chính là trung cực vị, tự nhiên không phải đối thủ của Lăng Hàn, một cái thất sát chấn hồn thuật là xong, hoàn toàn không có gây ra một chút xíu gợn sóng. Các vị có muốn đi ra ngoài không? Hắn đã giải phóng một phần ba nhà tù, lúc vào nhà giam mới đều nói như vậy. Trong phòng giam này, có tất cả bốn người, còn có một con tiểu cầu, cấp bậc phá hư cảnh, cũng không biết nó gánh đến bây giờ thế nào. Bốn người vội vàng gật đầu, đợi Lăng Hàn nói ra kế hoạch, đều vui vẻ đáp ứng. Lăng Hàn chấn choáng váng lại thu vào hắc tháp, thay bọn họ giải trừ cấm chế. Hắn vừa định rời đi, đã thấy tiểu cầu kia cư nhiên cắn ống quần của hắn. Hả, hắn nhìn con chó này, ta muốn đi với ngươi, con chó này nói, phá hư cảnh có thể mở miệng nói tiếng người cũng không ngạc nhiên, chỉ là phần lớn yêu thú đều phải đến sơn hà cảnh mới có thể hóa thành nhân hình, hơn nữa cái này cũng không nhất định, có càng chậm, phải đến nhật nguyệt cảnh thậm chí tinh thần cảnh, hằng hà cảnh. Vì sao, Lăng Hàn hỏi, ta có thể giúp ngươi, tiểu cầu nói, đột nhiên nó tiêu thất, gì, Lăng Hàn buông thần thức ra, lại không phát hiện con chó này tồn tại, nhưng chỉ một hồi, tiểu cầu lại xuất hiện, vẫn đứng tại chỗ, chỉ là không có cần ống quần của hắn mà thôi. Ngươi có thể ẩn thân, lăng hàn hiếu kỳ như thế cùng hắc tháp có hiệu quả như nhau a à? chỉ có thể một lúc bằng không cũng sẽ không bị bắt tiểu cầu nói ngươi xác định sẽ không liên lụy ta lăng hàn lại hỏi hắn cảm thấy hứng thú với bí thuật của nó bởi vì hắn trốn vào hắc tháp thì không thể động nhưng tiểu cầu có thể đi sẽ không tiểu cầu ngạo nghễ nói cũng phải một con tiểu cầu như thế ai sẽ để ý được lăng hàn gật đầu ở đây rất nhiều người sẽ trở thành pháo hôi chỉ có một bộ phận người có thể chạy trốn bởi vậy hắn không muốn con chó nhỏ này ngủ mà nói vậy chỉ có thể mang theo bên người hắn cũng không sợ đối phương biết mình có không gian thần khí bởi vì bây giờ hắn là một người không tồn tại một người một chó tiến tới không ngừng phá hư lao tù thả tù phạm ra khoan hãy nói con chó này thật có chút năng lực hàm răng lợi hại vô cùng song sắt bị nó đơn giản cắn nát xinh xinh nuốt xuống nuôi một con chó nhỏ như vậy hẳn là đáng tin hơn tu la ma đế nhiều a à. hắn nghĩ như vậy gần nửa ngày bọn họ đã thả ra 2 phần 3 tù phạm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thanh âm xe ngựa truyền đến. Không tốt, Lăng Hàn khẽ hô một tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có xe ngựa đưa tù phạm mới tới, tình huống phía dưới nhất định sẽ lộ ra ngoài. Quả nhiên, chỉ một lúc, thanh âm chiến đấu vang lên, tiếp đó là tiếng kinh hô, còi báo động, kinh động tất cả nhà tù, thình thịch thình thịch thình thịch, số lớn tù phạm giết ra, bắt đầu liều mạng. Chúng ta cũng nắm chặt, Lăng Hàn cũng không có loạn, mà khẩn trương thả tù phạm ra tiểu cầu gật đầu nhìn lâu như vậy hắn tự nhiên biết trên người lăng hàn có không gian thần khí còn như bước muốn chết ra vào một lần là có thể giải trừ cấm chế trên người bọn họ bởi vậy nó cũng không vội lát nữa chỉ cần cùng lăng hàn trốn vào thì dù trời sập xuống cũng không sợ toàn bộ tế đàn lâm vào trạng thái hỗn loạn tất cả yêu thú cường đại xông ra ngoài từng tên võ giả bạo phát thần uy bọn họ bị nhốt mắt thấy muốn trở thành tế phẩm nhưng bây giờ thấy được hy vọng lui một bước mà nói dù không thể sống đi ra ngoài, bọn họ cũng muốn giết một tên địch nhân hồi vốn, chỉ ít không thể chết biệt khuất như vậy. Bởi vậy, những tù phạm này đều hóa thành mãnh hổ ra chuồng, nhe răng nhọn, hoàn toàn bạo phát hung tính, sát khí ra. Tiểu tử, là ngươi, một người trông coi rốt cuộc thấy lăng hàn cùng tiểu cầu đang phá hư lao tù, giận không kiềm được kêu lên, đây chính là phá hủy kế hoạch của bệ hạ A, hắn phải gánh chịu hậu quả. Đi tìm chết, hắn giết lại, vỗ ra một trường, phảng phất như một ngọn núi chân áp xuống, công kích chưa tới, Lang Hàn liền cảm giác mình đã bị khí thế đáng sợ kia đè ép. Nhật Nguyệt Cảnh, không thể địch lại được, hắn thầm nói, nắm tiểu cầu lên, hưu, liền trốn vào trong hắc tháp. Thình thịch, một trường vỗ qua, không có gì cả, cái gì, người trông coi kia la thất thanh, hắn là đầu mục nơi này, có thể nói là quan giám mục, tất cả tế phẩm đều do hắn phụ trách, nhưng đầu sỏ gây nên cư nhiên hư không tiêu thất, bảo sau đó hắn làm sao bàn giao với trụ thiên hoàng, đây chính là sự tình mà bệ hạ tự thân dặn hắn làm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy xuống. Dù hắn là nhật nguyệt cảnh trung cực vị thì như thế nào, ở trước mặt tinh thần cảnh chính là con kiến hôi, huống chi trụ thiên hoàng còn là tinh thần cảnh đại viên mãn, một ánh mắt là có thể giết hắn mấy trăm lần. Trong hắc tháp, tu la ma đế nhìn chăm chú tiểu cầu, khuôn mặt bất thiện. Quá ghê tởm, cư nhiên cũng là một con chó, đây không phải là muốn cướp việc làm ăn của mình sao? Tiểu cầu cũng thập phần ngạo kiều, căn bản không lý đến tu la ma đế, chỉ tò mò quan sát hoàn cảnh trong hắc tháp, trên mặt có vẻ khiếp sợ rõ ràng. Ai mới vào hắc tháp, cũng sẽ bị khiếp sợ. Chủ nhân, con cháu ngu xuẩn này là sủng vật ngài mới thu sao? Tu la ma đế nhịn không được hỏi. Không phải, lang hàn lắc đầu, nó chỉ là tạm thời ở đây một hồi, rất nhanh thì sẽ rời đi. Tu la ma đế buông lỏng một hơi, không lo lắng bị người đoạt chén cơm rồi. Bọn họ ở trong hắc tháp, nhưng người trông coi vẫn không có rời đi, như nhận định Lăng Hàn dùng biện pháp nào đó ẩn núp trong bóng tối, chỉ là hắn không có tìm được mà thôi. Trong tế đàn bạo động, phạm nhân được Lăng Hàn giải phóng lấy vạn tính, căn bản là tồn tại Sơn Hà Cảnh, hợp cùng một chỗ chính là lực lượng cường đại, ai có thể nghĩ tới tù phạm bị áp chế tu vi còn có thể tạo phản. chương 1107, Cử Diễm Thiên Vương Lực lượng phòng vệ nơi này căn bản không phải đối thủ, nhất thời bị công phá phòng thủ, một đường đẩy mạnh. Ông, nhưng vào lúc này, một đạo khí thế đáng sợ cuốn qua tất cả mọi người bị chấn nằm úp sấp trên đất dù cho lăng hàn ở trong hắc tháp cũng cảm giác được tim đập nhanh có cao thủ tới một lúc sau chỉ thấy một nam tử thân hình cao lớn từ trong thông đạo đi tới trên người khoác một áo choàng màu đen không gió tự bay phía sau còn có chín đạo hỏa diễm đang nhảy nhót tạo thành một vòng tròn mỗi một đạo hỏa diễm đều tràn đầy lực uy hiếp ngay cả nhật nguyệt cảnh nhìn một chút cũng sợ hãi chỉ cần bị ngọn lửa này đụng tới trong nháy mắt sẽ cháy thành cho bụi này là một cường giả tinh thần cảnh. Quả nhiên, nơi đây quá trọng yếu, lại còn có một cường giả tinh thần cảnh tỏa chấn, phát hiện trong tế đàn phát sinh bạo động liền chạy tới chân áp. Ở trước mặt cường giả như vậy, hơn vạn sơn hà cảnh thì có ích lợi gì? Một ánh mắt, một đạo khí thế liền có thể hoàn toàn chân áp, tranh lệch lớn đến đã không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Bái kiến vương gia, vài tên thủ vệ còn sót lại đều quỳ xuống, cung kính hành lễ. Vương gia, trong lòng lăng hàn khẽ động, trụ thiên hoàng triều không có bao nhiêu vị vương gia nha, chỉ có một cái, đó chính là đệ đệ của trụ thiên hoàng, nhân xưng cửu diễm thiên vương, có người nói tu vi cao tới tinh thần cảnh đại cực vị. Cửu diễm thiên vương, thật xứng với cái tên, phía sau hắn dương động chín đạo thần diễm, đây cũng là sát chiêu mạnh nhất của hắn. T. Ngay cả đệ đệ của trụ thiên hoàng cũng tỏa chấn nơi này, có thể thấy trụ thiên hoàng triều coi trọng ra sao. Cửu diễm thiên vương tiện tay huy động, từng tên võ giả, yêu thú đều bị hắn nâng đến không trung tiếp đó bị đánh giết, tiên huyết rơi vãi, tinh khí sinh mệnh bị tế đàn hấp thu, hóa giải sát khí. Hắn quá cường đại, căn bản không có ai có thể chống lại, số lớn sinh mệnh tinh khí bay vào trong tế đàn. Nếu tu luyện ở đây, cũng có thể coi là một thánh địa, chỉ là ai làm như vậy, tuyệt đối sẽ trở thành công địch của toàn bộ thần giới, quá phát rồ. Bởi vậy ngũ tông mới có thể lén lút coi hàng thiên đại lục là đỉnh lô, cách mỗi vạn năm luyện hóa một lần, được mấy viên nhất giới đan, này là vật đại bổ, đối với sáng thế cảnh cũng có lợi ích, chỉ là hiệu quả hữu hạn mà thôi. Ở dưới khí thế của tinh thần cảnh trấn áp, sinh linh nơi này ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể phát sinh, bị giết chết huyết tế. Kế hoạch của bệ hạ, tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào quấy dày. Cửu diễm thiên vương trầm giọng nói, tuy thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp mỗi một góc, để người nghe được thanh thanh sở sở. Vâng, vương ra, đám thủ vệ cung kính trả lời. Hiện tại nói cho bản vương biết, vì sao tù phạm nơi này có thể chạy ra. Cửu Diễm Thiên Vương lạnh lùng nói, những người này đều bị áp chế tu vi, chỉ là sơn hà cảnh mà thôi, dựa vào lực lượng của mình cả đời cũng không thể giải trừ. Này, đám thủ vệ đều trầm ngâm, đến bây giờ bọn họ cũng nói không rõ ràng. Các ngươi đều là phế vật sao? Cửu Diễm Thiên Vương giận tím mặt, xảy ra bạo động như vậy, nhưng những người này cư nhiên còn không biết là chuyện gì xảy ra. Vương, Vương gia, thuộc hạ đoán được một khả năng. Một thủ vệ chạy tới, chính là giám ngục trưởng, nói, vâng, giám ngục trưởng vội vàng bẩm báo, cửu diễm thiên vương tiện tay nắm lên một tù phạm, đập chết đối phương, đọc lấy linh hồn. Bởi vì sự tình mới xảy ra, hắn chỉ cần tìm đến cuối cùng, rất nhanh thì phát hiện tràng cảnh lăng hàn cứu người. Hắn ném tù phạm vào huyết hồ, tiếp đó lại cầm lên một gã khác siêu hồn, một cái hai cái ba cái, ký ức đều giống nhau. Đây là người nào, cửu diễm thiên vương kinh ngạc, từ trí nhớ của những người này có thể biết, người cướp tù bất quá là Sơn Hà Cảnh Trung cực vị, Vậy sao có thể giải trừ cấm chế trên người những người khác? Hơn nữa, ở chỗ mấu chốt nhất xuất hiện ký ức thiếu sót, chờ lúc ký ức tái hiện, tu vi lại đột nhiên khôi phục. Cổ quái, phi thường cổ quái, đột nhiên tiêu thất, chẳng lẽ là không gian thần khí? Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, người khác không có khả năng thoáng cái nghĩ đến cái này, nhưng cường giả tinh thần cảnh kiến thức uyên bác, tự nhiên không phải là thường nhân có thể so sánh. Không hợp, Cửu Diễm Thiên Vương lập tức lắc đầu, coi như là không gian thần khí cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu thất, không gian thần khí cũng có hình. Gì, này là bí thuật như thế nào? Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn lẩm bẩm nói rằng, cửu sát kiếm quan hệ trọng đại, ngàn vạn lần không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, hơn nữa, đã đến lúc mấu chốt nhất, ngày thu hoạch gần trong gang tắc, vạn lần không thể bị người phá hư. Chẳng lẽ là tiết lộ phong thanh, đưa tới những cường giả khác chú ý? Nhưng lấy thực lực chiều ta, trừ loạn tinh hoàng triều và bích lạc hoàng triều, còn có ai đủ tư cách dám mơ ước đồ của chúng ta? Nếu như là loạn tinh Hoàng Triều mà nói, hiện tại đã phái đại quân tới, quyết không có khả năng chỉ động một sơn hà cảnh nho nhỏ. Cổ quái, không nghĩ ra, bất quá, huyết tế cũng sắp kết thúc, ngày mai Hoàng Huynh sẽ đi qua, thu cửu sát kiếm, chỉ cần gánh qua ngày này, vậy có cửu sát kiếm trong tay, chúng ta lại cần sợ ai? Hắn suy tư, nhìn chúng nhân một vòng nói, tiếp tục huyết tế, không được có bất kỳ sai lầm. Vâng, vương gia cửu diễm thiên vương tự thân tỏa chấn, huyết tế tiếp tục, bây giờ còn có ai có thể chạy thoát. Dựa vào, Lăng Hàn cũng không nói gì, nếu như ở đây chỉ có cường giả nhật nguyệt cảnh, vậy hắn còn có thể nghĩ biện pháp đào tẩu, nhưng một vị tinh thần cảnh, thậm chí là đại cực vị tỏa chấn, hơn nữa có lòng nghi ngờ, nếu hắn tùy tiện ly khai hắc tháp mà nói, nhất định sẽ bị chân áp. Tuyệt đối không nên hoài nghi thực lực của một vị cường giả tinh thần cảnh. Thử nhìn một chút, Lăng Hàn ném ra thi thể của một thủ vệ, xoát, Cửu diễm thiên vương lập tức xuất hiện, ánh mắt nhìn chăm chú cỗ thi thể kia, hình như phía trên có hoa vậy. Quả nhiên, thần thức của người này bao phủ toàn bộ tế đàn, chỉ cần có một chút xíu không thích hợp sẽ khiến hắn phản ứng. Ha ha, tiểu tử kia, người còn muốn tránh tới khi nào? Cửu diễm thiên vương cười nói, bản vương không biết người dùng bí pháp gì che giấu tung tích, nhưng người bất quá là sơn hà cảnh, há có thể giấu đầu lộ đuôi ở trước mặt bản vương. Trường 1108, cửu sát kiếm, hắn dừng một chút, lại nói cho ngươi một cơ hội tự mình hiện thân bản vương có thể tha cho ngươi khỏi chết thậm chí thu ngươi làm thị vệ cũng không phải là không được đối với cường giả như hắn thu người làm thị vệ cũng không phải một loại nhục nhã mà là vinh quang vô thượng nói như vậy cũng chỉ có cường giả nhật nguyệt cảnh đại viên mãn mới có tư cách còn phải là thiên phú kinh người có tư cách trùng kích tinh thần cảnh lang hàn tự nhiên sẽ không nghĩa tới hắn cửu diễm thiên vương lộ ra vẻ giận dữ lãnh đạm nói Ngươi đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bản vương sẽ thanh toàn ngươi. Oanh, chín đạo hỏa diễm phía sau hắn bỗng nhiên bùng cháy, tạo thành một mảnh thần diễm, đốt cả khu vực phụ cận, đá phiến bị đốt đến đỏ bừng, bắt đầu hòa tan. Nhưng không có người hiện thân, cửu diễm thiên vương không khỏi khiếp sợ, phải biết từ khi phát sinh động tính đến lúc hắn xuất hiện, trước sau còn chưa tới một cái nháy mắt, hắn có thể kết luận, đối phương tuyệt đối không thể đào tẩu, nhất định là lợi dụng bí pháp nào đó giấu ở phụ cận. Nhưng ở dưới cửu diễm của hắn đốt cháy, cư nhiên không ai hiện thân. Này thật bất khả tư nghị, dù đối phương cũng là tinh thần cảnh, ở dưới cửu diễm của hắn thiêu đốt cũng phải vận chuyển toàn lực đối kháng, bằng không chính là tìm chết. Nhưng chỉ cần chống lại, tất nhiên có nguyên lực ba động, hắn có thể lập tức phát hiện. Gặp quỷ sao? Thi thể nhất định là từ trong không gian linh khí vứt ra. Chờ một chút, hắn tỉ mỉ tìm tòi, nhưng làm sao cũng không phát hiện phụ cận có vật gì đó như không gian thần khí tuy hắn chưa từng thấy qua trí bảo như vậy, nhưng nghĩ đến hẳn không khác không gian linh khí, chế thành nhẫn, dây chuyền, bình ngọc. Nhưng trong này, ngay cả viên thạch cũng không có. Cửu diễm thiên vương muốn điên, đời hắn đánh qua vô số trận chiến ác liệt, cũng từng xuất nhập di tích nguy hiểm, thực lực hoàn toàn là mài luyện ra được, nhưng tình huống bây giờ lại để hắn phát mộng. Hừ, bất quá chỉ ít có thể chứng minh được một điểm, thực lực của người này rất thấp, không phải ngụy trang thành sơn hà cảnh, mới không dám giao thủ với bản vương, thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ, bởi vì hắn biết, vừa xuất hiện sẽ bị bản vương trấn áp. Bất kể, chỉ cần ngày mai hoàng huynh đến, thu cửu sát kiếm, bí mật nơi này bị thiên hạ biết thì như thế nào? Chúng ta đã định trước sẽ vô địch, hắn tựa hồ có ý định để Lăng Hàn nghe được, lần này tự nói cũng không nhỏ, hơn nữa cũng không có dùng nguyên lực áp chế, bằng không người thực lực thấp rõ ràng có thể nghe được thanh âm, nhưng một chữ cũng nghe không rõ. Cửu sát kiếm, Lăng Hàn kinh ngạc đây chính là bảo vật mà bọn họ mưu đồ sao? Hắn hỏi Tu La Ma Đế, Tu La Ma Đế tự nhiên chỉ có lắc đầu, hắn căn bản không phải người giới này, ngược lại lúc nói cho con tiểu cầu kia, nó lại uông 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 kêu lên, có vẻ hết sức kích động. Người biết, Lang Hàn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới một con chó cũng biết. Biết, biết, dáng dấp của tiểu cầu vô cùng khiếp sợ, vậy người còn không mau nói. Tu La Ma Đế lộ ra vẻ dữ tợn, hắn rất ghét con chó này, cư nhiên cùng một tộc với hắn, để hắn lúc nịnh nọt không được tự nhiên. Tiểu cầu vội chạy trốn tới phía sau lăng hàn, dùng móng vuốt chỉ tu la ma đế nói. Ca, hắn hung ta, tu la ma đế tức đến hoa hoa kêu to, lão tử xưng lăng hàn là chủ nhân, ngươi lại gọi ca, đây không phải là chiếm tiện nghi của lão tử sao. Lăng hàn mỉm cười, tại sao người bên cạnh hắn không đáng tin cậy nhiều như vậy. Hắn ngồi xếp bằng nói, không nên úp úp mở mở, nói cửu sát kiếm đi. Vâng, tiểu cầu không dám trái ý lăng hàn, sửa sang tâm tư một chút mới nói. Có truyền thuyết lâu đời nói, tổ tiên viễn cổ của chủ thiên Hoàng Triều, cách hiện tại có vài ức năm, từng ra một vị cường giả vô thượng, hắn chế tạo ra một thanh thần kiếm, tên là cửu sát kiếm. Vị cường giả này cầm cửu sát kiếm quét ngang thiên hạ, có danh xưng vô địch. Nhưng sau đó, có một cường giả ngoại vực đột nhiên đến nơi này, cùng cường giả của thường gia bạo phát đại chiến. Kết quả, cường giả thường gia thất bại, cửu sát kiếm từ nay về sau đã không thấy hạ lạc. Có người nói, thanh cửu sát kiếm này chính là thần khí cấp bậc hằng hà cảnh. Phốc, Tu La Ma Đế nhất thời phun ra, với hắn mà nói, Nhật Nguyệt cảnh đã cao cao tại thượng, tinh thần cảnh là vô địch, hiện tại lại xuất hiện một thần khí cấp bậc hằng hà cảnh, làm sao có thể để hắn không sợ hãi. Lăng Hàn cũng hiếu kỳ với lai lịch của con tiểu cầu này, nói: Người biết thật rất nhiều nha." Hắc hắc, tùy tệ ra không tính cường đại, nhưng rất thích thu thập tư liệu lịch sử, huống chi là sự kiện trọng đại như vậy. Tiểu cầu nói, Đáng tiếc ta còn quá nhỏ, tiếp xúc được tư liệu hữu hạn. Sách, còn là một con chó thức học uyên bác. lang Hàn thôi chắc nói, thường ra hẳn là bị mất cửu sát kiếm, nhưng trải qua vô số năm tìm kiếm, bọn họ rốt cuộc tìm được chỗ của cửu sát kiếm. Nhưng bởi vì cấp bậc của cửu sát kiếm là hàng hà cảnh, chỉ ít là thần khí cấp 13, bọn họ không thể lập tức thu, phải lấy phương thức huyết tế đánh tan sát khí. Lần này, chân tướng rõ ràng rồi, tất cả mọi chuyện đều có thể sâu chuỗi lại, có giải thích hoàn mỹ. Nhưng vấn đề vẫn nghiêm trọng như cũ, bởi vì Lăng Hàn không thể ngăn cản tiến trình huyết tế, thường ra vẫn đang theo kế hoạch hành sự. Ngày mai, trụ thiên hoàng sẽ đích thân tới, lấy cửu sát kiếm đi. Đây chỉ ít là thần khí cấp 13, một khi bạo phát huy năng mà nói, chém tinh thần cảnh như chém rau, trụ thiên hoàng chiều nhất thống hợp ninh tinh đã không phải ngoài tầm tay với. Khó trách bọn hắn phát rồ như thế, triển khai huyết tế đại quy mô, là bởi vì sau khi đạt được cửu sát kiếm liền vô địch thiên hạ, như vậy cần gì phải để ý người khác chỉ trích Lăng hàn có chút cấp bách nhưng hắn không có biện pháp gì hiện tại có cửu diễm thiên vương tỏa trấn hắn đi ra ngoài là chịu chết hoàn toàn không có loại khả năng thứ hai duy nhất trông cậy vào chính là loạn tinh nữ hoàng còn có thái sơ thạch có thể hấp thu tất cả công kích ngay cả thần kiếm cấp bậc hằng hà cảnh cũng có thể đối kháng nhưng thái sơ thạch chỉ lớn như vậy bảo vệ hữu hạn vẫn bị thua thiệt a à. làm sao bây giờ Lăng hàn vắt hết óc nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ mưu kế nào cũng có vẻ vô lực, chỉ cần cửu diễm thiên vương vung tay, hết thảy đều kết thúc. chương 1109, trụ thiên hoàng đến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, huyết tế đang tiến hành, số lớn sinh mệnh tinh khí bị tế đàn hấp thu, tiêu ma sát khí của cửu sát kiếm. Đến ngày thứ hai, có thể rõ ràng cảm giác được, trong cả tế đàn tràn đầy sát khí. Đây không phải chuyện xấu, tương phản, này là tiêu chí huyết tế sắp thành công, bởi vì sát khí trong Cửu Sát Kiếm đều bị ép ra, kế tiếp chính là cực thịnh mà suy. A, à, đến lúc này, Cửu Sát Kiếm cũng phát huy ra uy thế đáng sợ, từng đạo kiếm quang từ trong huyết hồ bay ra, đơn giản liền phá hư nhà tù, kiếm quang chém qua, huyết nhục bay tán loạn. Uy lực của kiếm quang này đã tới cấp bậc tinh thần cảnh, đừng nói tù phạm bị áp chế tu vi, ngay cả đám thủ vệ cũng không thể địch nổi, bị chém chết, hóa thành khối vụn, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không thể lưu lại. Cửu diễm thiên vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha nói. Không hổ là tổ khí, quá cường đại, quá cường đại. Rõ ràng chưa kích hoạt, chỉ còn lại có một chuôi kiếm, liền có uy năng như vậy, đợi kích hoạt, uy lực kia chỉ ít cũng là chuẩn hàng hà cảnh, lại hoàn toàn dung hợp thần kiếm, giết chết hàng hà cảnh cấp thấp cũng không phải việc khó. Hắn thật cao hứng, để lộ ra không ít bí mật. Đầu tiên, thanh thần khí này không phải hoàn chỉnh, mà bị đánh hư. Thứ hai, Cửu sát kiếm hẳn là bị đánh bể thành mấy khối, ở đây chỉ chôn chui kiếm. Thứ ba, thường ra hẳn còn nắm giữ tin tức của mảnh nhỏ thần khí khác. T, nói cách khác, tòa tế đàn này cũng không phải duy nhất. Trong lòng Lăng Hàn phát lạnh, bây giờ vấn đề là, chủ Thiên Hoàng có đi thu bộ phận cửu sát kiếm khác hay không, bằng không hiện tại chiến lực của đối phương cũng có thể nhảy vào truyền hằng hà cảnh. Này là lực lượng vô địch ở Hợp Ninh Tinh, kiếm quang đan vào càng ngày càng dày, ngay cả Cửu Diễm Thiên Vương cũng không dám ở chỗ này không phải hắn không thể chống lại mà làm như vậy không đáng không công lãng phí lực lượng mà thôi mà kiếm quang dày đặc như vậy toàn bộ tế đàn rất nhanh cũng bị hủy diệt hắn cũng không cần lo lắng vấn đề lăng hàn nữa tin tưởng nếu đối phương còn ở trong đó khẳng định bị uy năng của thần khí thắt cổ chết nếu như này cũng chưa chết mà nói vậy thật là không có thiên lý ung um ung um, rốt cục tế đàn sụp đổ hóa thành một mảnh phế tích nhưng kiếm quang vẫn còn giật động chém về phía trời cao xé rách bầu trời hiện ra hết uy năng đáng sợ. Hiện tại chính là lúc cửu sát kiếm cuồng bạo nhất, hưu, xa xa có một bóng người phá không mà đến, thân hình cao lớn, bận một áo choàng thật dài xích hồng sắc, ở trong không khí phần phật bay múa. Phía sau hắn có chín quang cầu màu đen, nhưng không phải hỏa diễm, đen không gì sánh được. Hoàng huynh, cửu diễm thiên vương ninh đón, trụ thiên hoàng, một trong tam đại bá chủ của hợp ninh tinh. Cả người hắn quấn quanh hỗn độn chi khí, diện mục nhìn không rõ lắm, hình như đang không ngừng phát sinh biến hóa, nhưng cho dù là ai có thể liếc mắt nhìn, lần sau tái kiến lại nhất định có thể nhận ra được. Đây là một loại khí chất độc hữu, giống như loạn tinh nữ hoàng, rõ ràng không có mấy người gặp qua chân diện mục của nàng, nhưng sẽ không nhầm nàng với bất kỳ ai. Trụ thiên hoàng dừng thân, thân hình cao lớn như có thể khởi động chư thiên, ở trước mặt hắn, ngay cả thiên địa tựa hồ cũng nhỏ bé. Ánh mắt của hắn đảo qua nói, tốt, sát khí trong cửu sát kiếm đã hoàn toàn thả ra ngoài. Đây là tổ khí của thường gia ta, cùng huyết mạch thường gia ta có liên hệ không thể phân cách, lát nữa chậm lấy bí pháp thu, liền nắm chắc. Chúc mừng Hoàng Huynh, cửu diễm thiên vương cười to nói, chuôi kiếm dễ thu nhất, sau đó chúng ta lại thu ba phần thân kiếm, liền có thể trọng tố huy hoàng của tổ tiên. Bất quá Hoàng Huynh, cửu sát kiếm bị trôn ức vạn năm, hơn nữa vốn chính là đại hung vật, hiện tại sát khí sung thiên, cho dù có huyết mạch liên hệ, Hoàng Huynh vẫn không nên khinh thường. Chủ thiên hoàng cười ha ha nói. Chấm tự nhiên biết, hắn lộ ra vẻ ngạo nghễ nói, đợi chấm thu cửu sát kiếm, liền quét ngang bích lạc, dẹp yên loạn tinh, thu loạn tinh nữ hoàng vào trong cung. Được a, à, làm nửa ngày, vẫn là vì loạn tinh nữ hoàng. Tuy hắn tràn đầy hùng tâm tráng trí, muốn quét ngang hai đại hoàng triều, thống nhất hợp ninh tinh, nhưng câu nói sau cùng lại lộ ra bản tính của hắn, tràn đầy mơ ước với loạn tinh nữ hoàng. Bất quá, ngay cả vị bá chủ vô thượng này cũng si mê loạn tinh nữ hoàng như vậy, coi thu nàng vào hậu cung là mục tiêu của cuộc sống, có thể thấy mị lực của vị nữ hoàng kia lớn bực nào. Sinh nhi tử không có tiểu dây dây a, à. Lăng Hàn thầm mắng, nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại biện pháp gì cũng không có, loại cảm giác vô lực này để hắn rất không hài lòng. Hắc hắc, ân oán của chúng ta và Bích Lạc Hoàng Triều cũng nên triệt để thanh toán. Cửu Diễm Thiên Vương lộ ra sát cơ lành lạnh, không sai, trụ thiên hoàng hừ một tiếng, trong ánh mắt đồng dạng có sát cơ như sôi trào kiếm quang mạn thiên, vô cùng vô tận, sát khí không ngừng ngưng tụ lại tản ra, vào giờ khắc này đạt tới cực hạn, cuối cùng, hóa thành một nhân hình to lớn, nhìn trụ thiên hoàng cùng cửu diễm thiên vương. Hoàng huynh, người này giao cho thần đệ, người đi thu cửu sát kiếm đi. Cửu diễm thiên vương hào khí can vân nói, tốt, trụ thiên hoàng gào to một tiếng, nhấn về phía tích một trường, nguyên lực ngưng tụ, hóa thành một cự trưởng lớn như sơn nhạc, đất vụn đều bị quét bay. Nhân hình sát khí thấy thế, lập tức đập tới một đấm, mang theo thần thức trùng kích đáng sợ. Đối thủ của ngươi là bản vương, cửu diễm thiên vương ninh đón. Thừa cơ hội này, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu cầu đề nghị, không, trước quan sát một chút, thanh cửu sát kiếm này tới cùng mạnh đến mức nào. Lam Hàn lắc đầu, trụ thiên hoàng lại đào, tạm thời còn không có động tính gì, cửu diễm thiên vương thì đã chiến với nhân hình sát khí kịch liệt không gì sánh được. Nhân hình sát khí này cao tới mấy trăm trượng, thực lực cường đại kinh người, một đạo tinh thần trùng kích đánh qua, sợ rằng đến mấy nghìn mấy vạn Nhật Nguyệt cảnh cũng bị miểu sát. Đối mặt đại địch như vậy, ngay cả Cửu Diễm Thiên Vương cũng không dám có chút lơ là, cả người hắn thiêu đốt thần hỏa, phảng phất hóa thành một hỏa thần. Hắn được xưng Cửu Diễm Thiên Vương, hỏa diễm có tất cả chín sắc, mỗi một loại màu sắc đều đại biểu hắn bày ra thực lực bất đồng. Như bạch sắc hỏa diễm yếu nhất, mà đạt đến màu đen, đó chính là hắn dùng hết toàn lực. Chương 1110, Thu kiếm. Dĩ nhiên dù cho chỉ tế xuất bạch diếm cũng là hắn động thật, còn thiêu đốt ra hắc diếm, đối với bản thân hắn cũng là một gánh nặng to lớn, tuyệt đối không thể duy trì thời gian quá lâu. Hiện tại hắn vận chuyển thanh diếm, này là đệ ngũ sắc, ý nghĩa hắn coi đối thủ là đại địch. Nhưng chỉ một hồi, cửu diếm thiên vương đã bị bức tế xuất lam diếm, này là đệ lục diếm. Nhân hình sát khí không có chỗ yếu hại, nó vốn là sát khí hình thành, cho dù ăn lực lượng vượt xa trình tự của nó, cũng chỉ là hóa thành hình thái sương mù, gầy dựng lại là được. Nhưng mà tinh thần trùng kích của nó lại cường đại không gì sánh được, ngay cả tinh thần cảnh sơ sẩy cũng có thể bị miểu sát. Cửu Diễm Thiên Vương phải lấy thần diễm hộ thể, luyện hóa tinh thần trùng kích đánh tới. Này là ý chí võ đạo va chạm, hoàn hảo, sát khí dù sao chỉ là lực lượng của thần khí tràn ra tạo thành, uy lực có cực hạn, nhưng Cửu Diễm Thiên Vương là người sống, lực lượng cuồn cuộn không dứt, bởi vậy chỉ cần hắn ổn định trận cước, vậy liền không sợ. Oanh, 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 Chu Thiên Hoàng không ngừng hất bay bụi đất dưới tế đàn xuất hiện một cái hố sâu. Theo lý thuyết, ở đây chôn cửu sát kiếm, hiện tại hẳn là sát khí sung thiên mới phải, nhưng hết lần này tới lần khác bình tĩnh không gì sánh được, hình như phía dưới căn bản rất bình thường. Xoát, khi trụ thiên hoàng đào tới trình độ nhất định, một đạo kiếm quang sáng trói phóng lên cao, như bạch nhật phi thăng, đột nhiên thiên địa sáng sủa không gì sánh được, để người lóa cả mắt. Rốt cục ra, trụ thiên hoàng cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn vươn tay, chụp tới đạo kiếm quang kia, nguyên lực một ngưng, ba, kiếm quang mai một, thiên địa lập tức khôi phục bình thường. Ông, một thanh đoạn kiếm ở chỗ sâu trong đại địa hiện lên, nhìn qua hết sức bình thường, chỉ còn lại có một chuôi kiếm, đoạn nhận rất ngắn. Nhưng khí thế vô tận từ trên thân kiếm phát ra, phảng phất như một vị cường giả vô thượng đến, phàm phu tục tử chỉ có quỳ xuống. Ở trước mặt đoạn thân kiếm này, thậm chí cường giả tinh thần cảnh cũng chỉ có thể coi như là người phàm. Trụ thiên hoàng kinh hỉ, tay phải vạch cổ tay trái, nhất thời, tiên huyết tuôn ra, mỗi một giọt máu tươi đều trong suốt như châu, nồng nặc đến cực hạn. đây mới thực là huyết nhục bảo dược, một giọt tiên huyết của cường giả tinh thần cảnh. nếu như sơn hà cảnh có thể hoàn toàn tiêu hóa, đủ để đề thăng tu vi một mảng lớn, chỉ ít kéo lên một tiểu cảnh giới nhỏ là tuyệt không nói chơi. chỉ tiếc bảo dược như vậy căn bản không phải sơn hà cảnh có thể thừa nhận, ai uống người đó chết, trực tiếp bạo thể. cửu sát kiếm, người vốn là tổ khí của thường gia ta, hiện tại chậm ở đây, còn không mau trở về. trụ thiên hoàng quát to một bên chảy tiên huyết, mỗi một giọt máu tươi đều hóa thành một ngọn núi lớn, đụng tới cửu sát kiếm. Tựa hồ cửu sát kiếm bị tiên huyết hấp dẫn, cư nhiên không có phản kháng, nhất thời bị tiên huyết bao vây. Trụ thiên hoàng đại hỉ, chỉ cần thành lập được huyết mạch liên hệ, hắn có thể thu món bảo khí này. Chỉ trong nháy mắt, tất cả tiên huyết đều bị cửu sát kiếm hấp thu, bảo kiếm này phảng phất như có sinh mệnh, có một đạo quang mang giật động ở trên thân kiếm, như hô hấp. Nó bình tĩnh huyền phù ở trên trời, uy thế nội liếng vậy liền bị thu phục lang hàn nhe răng trụ thiên hoàng đạt được thanh thần kiếm này trên đời có người có thể ngăn trở bước tiến của hắn sao trụ thiên hoàng cười to phi thân nhảy tới cửu sát kiếm lấy tay chụp vào chuôi kiếm thay đổi người khác cho dù là tinh thần cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng thua cửu sát kiếm trình tự quá cao ai động suy nghĩ như vậy chỉ là đang tìm chết mà thôi nhưng hắn bất đồng thân là hậu duệ thường ra máu trong thân thể hắn nhất mạch tương thừa với máu mà ban đầu ở lúc đúc kiếm dung nhập vào cửu sát kiếm đầu ngón tay của hắn đã chạm đến chuôi kiếm, nụ cười trên mặt trụ thiên hoàng càng thêm nồng nặc. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, cửu sát kiếm rung lên, tước ra một đạo kiếm quang, hóa thành quang mang vạn trượng, chém về phía trụ thiên hoàng. Một kiếm này, đột ngột không gì sánh được, cũng may trụ thiên hoàng vốn là cường giả tinh thần cảnh, hơn nữa đã sớm biết huy lực của cửu sát kiếm bất phàm, tự nhiên không có khả năng sơ sẩy, hai tay lập tức hóa chảo, đè tới kiếm quang. Kiếm quang di động, phốc, cự trảo của trụ thiên hoàng bị chém nát bấy, hắn quát một tiếng, rút lui trăm dặm, giơ tay lên nhìn, chỉ thấy trên song trường xuất hiện một vết máu. Tuy cửu sát kiếm chém nát cánh tay do nguyên lực biến thành, nhưng sát khí của thanh kiếm này thật đáng sợ, kiếm khí ngang dọc, phản vệ đến bản thể của hắn. Trụ thiên hoàng cười to, đây mới là cửu sát kiếm hắn mong đợi, uy năng như vậy mới là hắn cần. Nếu không mạnh như thế, hắn làm sao có thể dùng nó đánh bại bích lạc hoàng cùng loạn tinh nữ hoàng. Xoát, cửu sát kiếm đại phát thần uy từng đạo kiếm quang phi chảm đây thật là quá mạnh mẽ ngay cả trụ thiên hoàng cũng bị áp chế ở vào hạ phong ha 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 có huyết mạch áp chế còn có thể mạnh như thế rơi vào trong tay chấm có thể phát huy ra uy lực thế nào trụ thiên hoàng cười to chấm càng thêm mong đợi cửu sát kiếm còn không khuất phục chấm chấm là thiên tử thiên mệnh sở quy chấm là hậu duệ thường gia chủ nhân đã định trước của ngươi cửu sát kiếm dĩ nhiên không thể trả lời kiếm quang rừng rực càng thêm cuồng bạo này là sát kiếm sát tính rất nặng ngay cả hậu duệ thường ra thì như thế nào nó chỉ khát vọng tiên huyết trụ thiên hoàng triển khai thần thông bốn ngôi sao đều hiện có một đạo hỗn độn khí dương động phảng phất như một vị thánh giả khai thiên phách địa thiên địa run rẩy thần quang đan vào lăng hàn đã hoàn toàn thấy không rõ cảnh tượng trên bầu trời chỉ có thể cảm giác được từng cổ lực lượng đáng sợ cuốn qua đại địa vỡ nát không gian xé ra hắn ở trong hắc tháp tùy ý bụi bặm phi dương, không ngừng cuốn lên. Cuối cùng, hắn thấy Chu Thiên Hoàng hóa thành một cự nhân cao vạn trượt, chín viên quang cầu hóa thành đại tinh, tạo thành một quang hoàn, bị Chu Thiên Hoàng cầm ở trong tay, trở thành vũ khí. Ba, một cánh tay cột phóng lên cao, lại rơi xuống, tiền huyết văng khắp nơi. Cửu sát kiếm chém bay cánh tay của hắn, Lăng Hàn hoảng sợ, đây chính là Chu Thiên Hoàng, một trong tam đại bá chủ của Hợp Ninh Tinh, hắn cư nhiên bị gãy một cánh tay. Phải biết, cửu sát kiếm này chính là thần khí tổ truyền của thường gia, cùng công pháp bọn họ tu nhất mạch tương thừa, nhưng ngay cả như vậy, trụ thiên hoàng vẫn bị chém rớt một cánh tay. chương 1111, được kiếm, uy lực của cửu sát kiếm có thể thấy lốm đốm, nếu như thật bị hắn thu, loạn tinh nữ hoàng còn có thể là đối thủ của hắn sao? Thật có khả năng bị hắn thu vào hậu cung, trở thành ái phi của hắn. Nghĩ đến khả năng này, Lăng Hàn không khỏi khó chịu. Hắn biết, này là vì mị lực của vị nữ hoàng kia quá lớn, tạo thành ảnh hưởng với hắn. Dù biết rất rõ điểm ấy, nhưng Lăng Hàn vẫn tràn đầy phản cảm, không hy vọng thấy loạn tinh nữ hoàng tiến vào trong ngực của nam nhân nào. Này chỉ sợ là mỗi nam nhân gặp qua loạn tinh nữ hoàng, ai cũng sẽ sinh ra tâm lý như vậy. Ha 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 ha, trên bầu trời truyền đến tiếng cười to của trụ thiên hoàng, quang hoa đầy trời tán đi, chỉ thấy hắn đứng ngạo nghễ trong tay trái nắm cửu sát kiếm. Hiển nhiên, thanh thần kiếm này đã bị hắn thu, dù sao cũng là huyết mạch truyền thừa, hơn nữa thực lực của hắn đủ cường đại, sau khi hy sinh một cánh tay làm cái giá, hắn rốt cuộc trở thành tân chủ nhân của cửu sát kiếm. Dù cho cách hắc tháp, lang Hàn vẫn cảm giác được thanh kiếm kia cường đại, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, xé rách. Cửu sát kiếm, thần khí cấp bậc hàng hà cảnh, chỉ ít cũng là cấp 13. Dù cho hiện tại bị gãy, tàn phế, thì vẫn cường đại như cũ, cho dù là cường giả như trụ thiên hoàng, còn tu luyện bí pháp đối ứng, vẫn phải bỏ ra một cánh tay mới có thể thu. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một phần tư của thần khí, nếu như lấy được ba phần khác, dung hợp, uy lực kia sẽ đáng sợ đến bực nào. Hoàng huynh, ngươi không sao chứ? Cửu diễm thiên vương bay đến bên cạnh trụ thiên hoàng, bởi vì cửu sát kiếm đã bị thu, sát khí nơi này tiêu tán, đối thủ của hắn cũng tự động tiêu tán. Không sao, gãy một cánh tay mà thôi, nửa năm là có thể khỏi hẳn. Trụ thiên hoàng thờ ơ nói, kỳ thực này không phải là thương nhẹ, nhưng so với kết quả lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới chuyện còn lại liền giao cho ngươi, chấm cần luyện hóa hoàn toàn chuôi kiếm, đến lúc đó, lại thu phần khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chủ thiên hoàng nói, vâng, cử diễm thiên vương lĩnh mệnh, ba thân kiếm còn dư lại đồng dạng có sát khí sung thiên, trước xây tế đàn trấn áp sát khí, tiếp đó mới có thể thu, dù chủ thiên hoàng chiếm được chuôi kiếm, cũng vẫn như cũ rất khó làm được. Chủ thiên hoàng quay người lại, phá không rời đi. Ánh mắt của cửu diễm thiên vương nhìn quét bốn phía, trong ánh mắt có sát khí mãnh liệt hắn biết lăng hàn vẫn núp trong bóng tối chỉ là không biết đối phương dùng biện pháp gì thủy chung khí tức không hiện ngay cả công kích của hắn cũng không thể bức hiện thân hiện tại hắn hoàn toàn không thể xác định lăng hàn còn ở chỗ này hay không hắn rất ghét con kiến hôi này trước thiếu chút nữa phá hủy hiến tế để hắn rất muốn một cước giết chết đối phương nhưng hiện tại hắn không có thời gian ở đây nhìn chăm chú hơn nữa trụ thiên hoàng đã chiếm được chuôi kiếm chiến lược thẳng tiến chuẩn hàng hà cảnh dù bí mật nơi này bị tiết lộ cũng không có gì phải lo lắng. Bởi vậy, ánh mắt của hắn đảo qua một vòng, liền xoay người rời đi, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Đợi hắn ly khai thật lâu, Lăng Hàn mới từ trong hắc tháp xuất hiện, miễn cho bị đối phương phục kích, tuy hắn nhận định khả năng này không lớn, đường đường cường giả tinh thần cảnh lại muốn mai phục một tiểu bối như hắn. Lăng Hàn và tiểu cầu mỗi người đi một ngả, tiếp đó tế xuất xuyên vân toa, chạy về quân doanh của Đông Vũ Quốc. Bởi vì không có sát khí ngăn trở, tốc độ của hắn nhanh chóng, gần nửa ngày sau liền đến bờ nộ giang. Xem ra, truyền thuyết không giả, nộ giang này đúng là do một vị cường giả đánh ra, nếu không phải lão tổ tông thường ra, thì chính là cường giả ngoại vực lúc trước. Lăng hàn hạ phi toa, người nào, lập tức có binh sĩ bao vây, xích thiên học viện, lăng hàn, lăng hàn tự báo thân phận, những binh lính này không dám tin ngay, vội đi tìm người của xích thiên học viện tới phân biệt thật giả. Lăng hàn, triệu luân chạy ra trước tiên, thấy lăng hàn, Biểu tình trên mặt cổ quái không nói ra được. Đánh lén Kim Sư Quốc lại thất bại từ đầu đến đuôi, đây đối với hắn đã kích còn rất lớn, dù sao cũng là lần đầu tiên dụng binh, có nhục thân phận nhi tử đại tướng quân của hắn. Nhưng trong lòng hắn vẫn an ủi mình, dù sao đối phương mai phục mấy trăm nhật nguyệt cảnh, hắn bại không oan, hơn nữa Lăng Hàn cũng bị Kim Sư Quốc bắt, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bây giờ thấy Lăng Hàn hoàn hảo xuất hiện, há có thể không để hắn âm trầm. Ngươi làm sao có thể trở về? hắn hừ một tiếng nói, ngươi nhất định là đi theo địch, mới có thể bị thả lại, làm gian tế đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ồ lên, với quân nhân mà nói, thống hận nhất chính là kẻ phản bội. Lăng Hàn cười nhạt nói, triệu thế tử, con mắt nào của ngươi thấy ta đi theo địch? Không có chứng cứ, thì không nên nói lung tung, bằng không, dù ngươi là nhi tử của triệu đại tướng quân, ta cũng phải tới trước mặt bệ hạ nói rõ ràng. Hừ, chúng ta lọt vào phục kích, bản thiếu có bảo giáp phòng hộ, mới tuôn ra vòng vây, người bằng vào cái gì? Hơn nữa, người so với bản thiếu trở về chậm hơn vài ngày, chẳng lẽ không phải bị bắt, mất tiết tháo đầu hàng sao? Triệu Luân lạnh lùng nói, không thể ở trong chiến trường giết chết Lăng Hàn, vậy cho hắn một cái tội danh. Đi theo địch, chỉ cần định tội, vậy căn bản không cần mang về Hoàng Đô thẩm vấn, có thể trực tiếp chấn giết, chấn chính quân kỳ. Lăng Hàn mỉm cười nói, Triệu Thế Tử thật biết kể chuyện xưa, tình huống lúc đó nguy cấp như vậy, ta không có tu vi nhật nguyệt cảnh, cũng không có bảo giáp hộ thân, chỉ có thể chạy trốn, quấn một vòng lớn, lúc này mới về tới đây, tự nhiên không nhanh như triệu thế tử. Đừng vội nói xảo, triệu luân kích chỉ lăng hàn, lăng hàn nhún vai nói, triệu thế tử, cái gì cũng phải có chứng cớ, bằng không ta sẽ tố cáo ngươi phỉ báng. Triệu luân nhìn hắn thật sâu, mới nói, bản thiếu sẽ tìm được, hắn phẩy tay áo bỏ đi, bảo thủ, lòng dạ chật hẹp, lăng hàn cho hắn đánh giá. Tiếp đó lập tức đi tìm cửu quận vương, cửu sát kiếm quan hệ quá lớn, phải trước tiên đưa tin tức trở về, bằng không chờ trụ thiên hoàng đạt được cửu sát kiếm hoàn chỉnh, vậy hắn thật phải lấy thung úp voi. Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc ra đón, lúc thấy hắn, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Đội đột kích toàn quân bị bắt, chỉ có triệu luân sống trốn về, điều này làm cho phần lớn người đều rất bi quan, cho rằng người chưa trở về khẳng định xong đời. chương 1112, Nữ Hoàng Thân Trinh Mặc dù Thủy Nhạn Ngọc rất tự tin với Lăng Hàn, nhưng một ngày hai ngày ba ngày lăng hàn vẫn chưa trở về để nàng lo lắng không thôi hiện tại rốt cục thấy lăng hàn xuất hiện nàng mới như chút được gánh nặng chỉ cảm thấy cả người có chút hư thoát lăng hàn đi tới nhẹ nhàng ôm nàng sau đó nói không nên quá lo lắng người quên ta có bao nhiêu con bài chưa lật sao thủy nhạn ngọc chỉ rút vào trong ngực hắn không nói gì cảm giác được mỹ nhân này lo lắng cho mình trong lòng lăng hàn cảm động nhưng bây giờ không phải thời gian nhi nữ trường tình đi tìm cửu quận vương, ta phát hiện một bí mật kinh người. Lăng Hàn nói, hắn đi cầu kiến hồ phỉ vân, đối phương biết hắn trở về, cũng vui vẻ tiếp kiến, nói. Triệu Luân cư nhiên chảo ngươi vào đội đột kích, hại ta lo lắng rất lâu, may là ngươi không có việc gì. Lăng Hàn cười cười nói, đa tả cửu quận vương quan tâm, bất quá, ta ở trong quân địch dò thăm được tình báo cực kỳ kinh người, phải lập tức trở về Hoàng Đô, bẩm báo cho bệ hạ. Thật nghiêm trọng như vậy sao? Hồ Phỉ Vân chớp chớp mắt to, nữ hoàng một ngày trăm công nghìn việc, còn phải tu luyện, lang hàn bất quá là sơn hà cảnh, nào có tư cách hiết kiến nữ hoàng đại nhân. Phải, vô cùng nghiêm trọng, lang hàn gật đầu, hồ phỉ vân suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh nói. Tốt, chúng ta lập tức trở về, nếu không có nàng dẫn kiến, lang hàn hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy loạn tinh nữ hoàng. Tính cách của nàng cũng hấp tấp, lúc này toàn bộ giao quyền cho triệu luân, ngược lại nàng vẫn luôn là phất tay trưởng quý, nên chuyện này không có chút ảnh hưởng. Tuy Triệu luôn kiệt lực phản đối, nhưng hắn có thể ngăn được cửu quận vương sao? Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc, cửu quận vương, ba người lấy xuyên vân toa lập tức trở về loạn tinh Hoàng Triều. Lúc đến bọn họ phí gần hai tháng, nhưng trở về lại chỉ cần ba ngày, có thể thấy xuyên vân toa nhanh bao nhiêu. Trở lại Hoàng Triều, Lăng Hàn dừng xuyên vân toa ở cửa thành, ai cũng không dám điều khiển bảo cụ phi hành vào thành, nếu không sẽ bị đánh xuống lập tức. Có hồ phỉ vân dẫn đội, bọn họ tự nhiên một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đi tới cửa hoàng cung. Hồ Phỉ Vân bảo nữ vệ báo bẩm, đợi gần nửa ngày, bọn họ cuối cùng được triệu kiến. Loạn Tinh nữ hoàng ở trong một gian tiền điện triệu kiến bọn họ. "Tỷ tỷ đại nhân." Hồ Phỉ Vân lập tức chạy tới, dáng dấp rất nhớ nhung. Nhớ chết người ta, Loạn Tinh nữ hoàng ngồi trên vương vị, bản thân vương vị này đã cao hơn mặt đất nửa trượng, trên cao nhìn xuống, mang thần uy vô thượng. Trên mặt nàng vẫn có hỗn độn khí bao phủ, thấy không rõ hình dáng nhưng thân thể thon dài hoàn mỹ vẫn tản mát ra mê hoặc chín mạng. Tham kiến bệ hạ, lăng hàn quỳ một chân trên đất, thủy nhạn ngọc không có đi cùng, hoàn toàn không cần phải nhấc nàng lên, cùng nhau về nhà chỉ là lo lắng ở lại tiền tuyến, dù sao nơi đó có triệu luân, ai biết hắn có thể phát rồ, làm ra sự tình ác tâm gì hay không. Loạn tinh nữ hoàng lạnh lùng nhìn lăng hàn, cũng không cho hắn đứng dậy, ánh mắt áp lực như núi cao. Vào lúc này, ngay cả hồ phỉ vân cũng không dám nói tốt thay lăng hàn, nữ hoàng uy nghiêm không người nào có thể mạo phạm thân trong quân đội vì sao cổ động cửu vương trở về loạn tinh nữ hoàng cuối cùng mở miệng mang một tia bất mãn trong lòng lang hàn minh bạch không phải nữ hoàng đại nhân bởi vì hai người bọn họ không để ý chiến sự tiền tuyến đột nhiên trở về mà động nộ mà bất mãn lực ảnh hưởng của hắn với hồ phỉ vân cư nhiên nói về là về hắn cũng không kịp nghĩ cái này mà nói thần phát hiện một sự tình kinh người phải lập tức bẩm báo cho bệ hạ nhưng thần địa vị thấp không có khả năng yết kiến bệ hạ, chỉ có mời Cửu Quận Vương hỗ trợ. Chuyện gì? Loạn Tinh Nữ Hoàng cuối cùng buông xuống sự tình lăng hàn có thể ảnh hưởng Cửu Quận Vương, ít nhất là tạm thời buông xuống. Lăng Hàn chỉnh sửa lại tâm tư, tiếp đó từ lúc đội đột kích gặp phải Trụ Thiên Hoàng triều Mai Phục, nói đến Trụ Thiên Hoàng chiếm được Cửu Sát kiếm. Nha, Hồ Phỉ Vân sợ hãi, lắc cánh tay của Loạn Tinh Nữ Hoàng, vội la lên. Tỷ tỷ đại nhân, làm sao bây giờ? Như thế nào cho phải? loạn tinh nữ hoàng thong dong chấn định nói sớm nghe nói ở vô số năm trước hợp ninh tinh có một đế triều là tổ tiên thường ra cai quản nhưng sau lại xảy ra một trận đại chiến thường ra đế triều tan vỡ thay vào đó là bích lạc đế triều nhưng bích lạc đế triều cũng tao ngộ mấy lần đại nguy cơ cường giả chết trận toàn bộ ở vào thời kỳ giáp hạt dẫn đến thực lực đại ngã cuối cùng thường ra quật khởi lần thứ hai thành lập trụ thiên hoàng triều đối lập với bích lạc hoàng triều lăng hàn nghe xong không khỏi kinh ngạc Nguyên lai like, hai đại hoàng triều còn có thù cũ sâu như vậy Nói như vậy, kỳ thực bích lạc, trụ thiên hoàng triều đều có bối cảnh hàng hà cảnh Chỉ có loạn tinh hoàng triều căn cơ cạn nhất, từ khi thành lập đến nay chỉ khoảng 100 vạn năm Phóng tới tiểu thế giới, này là thời gian dài rằng giặc không gì sánh được Nhưng ở thần giới, 100 vạn năm thật đúng là không lâu lắm Hai đại hoàng triều ai không có ước năm lịch sử Nếu như coi tiền thân của bọn họ, vậy càng dài đến dọa người Chấm liền ngự giá thân trinh một lần loạn tinh nữ hoàng chợt đứng lên tỷ tỷ đại nhân trụ thiên hoàng chiếm được cửu sát kiếm không bằng đi mời bích lạc hoàng bằng không ngươi quá nguy hiểm hồ phỉ vân vội vã khuyên không sao loạn tinh nữ hoàng tràn đầy tự tin lăng hàn biết một bộ phận tự tin của đối phương nhất định là bởi vì thái sơ thạch này có thể hấp thu tất cả công kích tuy cửu sát kiếm như bức cũng chỉ là cấp bậc hằng hà cảnh xa xa không vượt ra cực hạn của thái sơ thạch bởi vậy có khối kỳ thạch này ở trong tay, loạn tinh nữ hoàng tự nhiên không cần quá để ý cửu sát kiếm. Loạn tinh nữ hoàng quét mắt nhìn Lăng Hàn, ngừng một chút, hiển nhiên là đoán được Lăng Hàn nghĩ gì. Vẻ mặt của Lăng Hàn nghiêm túc, không có lộ ra một chút xíu biểu tình tự đắc. Loạn tinh nữ hoàng thu hồi ánh mắt, trực tiếp đạp bước, phía sau có từng viên tinh thần di động, chợt phóng lên cao, trong nháy mắt liền hóa thành một điểm sáng nhỏ, tiêu thất ở trường không trong. Vị nữ hoàng này càng thêm mạnh mẽ vang dội, nói thân trinh liền thật thân trinh, chạy nhanh như vậy. Chúng ta cũng đi, Lăng Hàn vội vã cùng Hồ Phỉ Vân chạy ra Hoàng Cung, nhưng bọn hắn không có thể như loạn tinh nữ hoàng, có thể bay thẳng ở trong thành, trước hết ra Hoàng Đô, tiếp đó mới lấy xuyên vân toa, chạy về Đông Vũ Quốc. chương 1113, tội phản quốc, chờ bọn hắn chạy đến, Kim Sư Quốc cũng đã lui binh. Phía trước. Không có ai biết loạn tinh nữ hoàng đã cùng trụ thiên hoàng đánh một trận, bọn họ đều không hiểu, kim sư quốc nói lui binh liền lui binh, bọn họ không thể làm gì khác hơn là cho rằng kim sư quốc đã lộ ra bí mật có cường giả của trụ thiên hoàng triều sở toàn diện khai chiến với loạn tinh hoàng triều bởi vậy chủ động lựa chọn lui binh chiến tranh đột nhiên liền kết thúc nhưng lang hàn lại biết nhất định là loạn tinh nữ hoàng đánh thắng chỉ ít là chiếm thượng phong thái sơ thạch thật như bức bằng không loạn tinh nữ hoàng bị thua có khả năng rất lớn mà nếu không phải cửu sát kiếm chỉ còn lại có chuôi kiếm ngay cả thái sơ thạch cũng không tất ngăn cản được dù sao thái sơ thạch nhỏ như vậy, có thể đỡ nhiều ít công kích. Trụ thiên hoàng vừa khéo bị thương nặng, thực lực khẳng định bị ảnh hưởng, lại bị thái sơ thạch khắc chế, mới có thể thua loạn tinh nữ hoàng. Chỉ là không biết đến tột cùng hai đại cường giả đánh thành cái dáng dấp gì, cửu sát kiếm còn ở trong tay trụ thiên hoàng lại bị loạn tinh nữ hoàng đoạt được, thành chiến lợi phẩm của nàng. Chỉ là cửu sát kiếm chính là thần khí hàng hà cảnh, ngay cả loạn tinh nữ hoàng cũng không thể thu, bởi vì không có huyết mạch liên hệ, cảnh giới của nàng kém xa lắm. Chiến sự kết thúc, mọi người trở lại hoàng đô, Triệu Luân lập tức trình đơn lên binh bộ, tố cáo hành vi ở trong chiến tranh đi theo địch của Lăng Hàn. Triệu Luân chính là chỉ huy lần này, hắn trình án tự nhiên được binh bộ coi trọng, huống chi Triệu Luân còn là con trai độc nhất của Triệu đại tướng quân, địa vị tôn sùng, càng không người nào dám coi là việc nhỏ. Bởi vậy, điều tra oanh oanh liệt liệt lập tức triển khai. Tình huống quả thật có chút khả nghi, tuy Lăng Hàn rất thiên tài, điểm ấy mọi người công nhận. Nhưng người thiên tài đi nữa thì cảnh giới chân thực vẫn còn đó, bất quá là trung cực vị đỉnh phong, dù có thể tan ngô tinh, cũng chỉ là chiến lược đại viên mãn sơ kỳ. Người ta nhiều đại viên mãn trung kỳ, hậu kỳ như vậy, tất cả học sinh đều bị bắt, sao chỉ ngươi có thể đào sinh. Chiến tranh kết thúc, học sinh bị bắt làm tù binh đều được thả ra, có mấy người lời thề son sắt, bọn họ tận mắt thấy Lăng Hàn bị quân địch chộp tới thẩm vấn, tiếp đó không cùng bọn họ giam chung một chỗ. Tựa hồ, nhân chứng cũng có. Vu cáo, này chính là vô cáo. Thủy Nhạn Ngọc nghe nói, tự nhiên tức giận không thôi. Nàng biết một ít bí mật của Lăng Hàn, có hắc tháp, Lăng Hàn làm sao có thể bị bắt. Hơn nữa, Lăng Hàn còn phát hiện âm mưu của trụ thiên quốc, để nữ hoàng đại nhân tự thân xuất kích. Có thể thấy Lăng Hàn mang về tình báo trọng yếu bực nào. Này là công thần của đế quốc, bây giờ lại bị triệu luân quan báo tư thù, thông đồng người khác vô hãm Lăng Hàn, thực sự là tác phong của tiểu nhân, vô sỉ đến cực hạn. Lăng Hàn cười hắc hắc nói. Ta đoạt nữ nhân trong lòng hắn, hắn không từ thủ đoạn trả thù, thủ đoạn càng vô sỉ đê tiện, lại càng nói rõ hắn bây giờ đau nhức. Thủy Nhạn Ngọc cho hắn một cái liếc mắt nói, "Ngươi không lo lắng sao?" Triệu Luân đang tạo thế, xây dựng dư luận Lăng Hàn chính là kẻ phản bội của đế quốc, một khi người người đều cho rằng Lăng Hàn là kẻ phản bội mà nói, như vậy chân tướng ra sao cũng không trọng yếu. Đến lúc đó, thủy gia còn có thể gả nữ nhi cho Lăng Hàn sao? Lăng Hàn cười nói, "Nếu như lo lắng hữu dụng, ta sẽ lo lắng một chút, ai bảo ta tứ cố vô thân làm chi. Người có thể tìm cửu quận vương hỗ trợ, Thủy Nhạn Ngọc lập tức nói. Lăng Hàn lắc đầu, loạn tinh nữ hoàng đã bất mãn quan hệ của hắn và Hồ Phỉ Vân, nếu như hiện tại hắn lại đi mời cửu quận vương hỗ trợ, sợ rằng nữ hoàng đại nhân thật sẽ xuất thủ đối phó hắn. Không cần, hắn nói, Triệu Luân chỉ là tiểu sử mà thôi, chỉ cần có một người mở miệng, như vậy hiện tại những người này gây sóng gió như thế nào đi nữa cũng uổng phí khí lực. Nữ hoàng bệ hạ, Thủy Nhạn Ngọc phản ứng lại, thê tử thực sự là thông minh, nếu loạn tinh nữ hoàng chịu mở miệng, lấy quyền uy tuyệt đối của nàng, tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết việc này, nhưng vấn đề là, chỉ liên lụy tới một võ tướng cử phẩm nho nhỏ, loại việc lông gà vỏ tỏi này có khả năng truyền tới trong tai bệ hạ sao? Nữ hoàng đại nhân trăm công nghìn việc, còn phải chuyên tâm tu luyện, nàng là trụ cột của đế quốc, không có nữ hoàng đại nhân nâng trời cao, loạn tinh hoàng triều sớm đã bị hai đại hoàng triều khác tóm thâu. Bởi vậy, nữ hoàng đại nhân làm sao sẽ quản loại chuyện nhỏ này. Lăng Hàn mỉm cười, Thủy Nhạn Ngọc không có quan tước trong người, chưa từng dùng qua quốc thế, nào biết chỉ cần loạn tinh nữ hoàng nguyện ý, có thể nắm trong tay mọi cử động trong quốc gia. Dĩ nhiên, này tiêu hao tâm lực quá lớn, loạn tinh nữ hoàng tuyệt sẽ không làm như thế, nhưng hoàng đô là nơi trọng yếu nhất, tự nhiên tất cả đều ở trong mắt vị nữ hoàng này. Hắn tiết lộ một đại mưu đồ của trụ thiên hoàng, loạn tinh nữ hoàng còn chưa phong thưởng, này hiển nhiên là cố ý, Đại khái là muốn lợi dụng cơ hội này, sửa trị triều cương một chút, để vài người không nên nhảy đáp quá mức. Việc này, loạn tinh nữ hoàng căn bản không có tỏ thái độ, nhưng Lăng Hàn lĩnh ngộ được, bởi vì mọi người đều là người thông minh, bởi vì Lăng Hàn cũng là hoàng đế, tuy đại Lăng triều của hắn nhỏ hơn nhiều lắm. Sự tình còn đang lên men, tin tức có quan hệ tới chuyện Lăng Hàn theo địch phản quốc, sắp lọt vào sự phạt truyền khắp hoàng đô, để không ít người không biết chân tướng đều tiếc hận, rõ ràng có tiền đồ lớn, tại sao lại đi theo địch? bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không tiếp nhận phản bội này là cực hạn dưới áp lực to lớn rất nhiều người đều phân rõ giới tuyến với lăng hàn ngay cả lệ vi vi cũng không ngoại lệ nàng tự mình chạy tới chỗ lăng hàn một chuyến nói cho hắn biết tả tướng cho nàng áp lực rất lớn bảo nàng gần đây không nên gặp mặt lăng hàn tuy lệ vi vi phản nghịch nhưng nếu như tả tướng nghiêm túc dặn dò nàng cũng không dám trái ý bởi vậy nàng chỉ có thể xin lỗi lăng hàn thật cảm động dù sao nàng là nữ nhi của tả tướng địa vị cao cao tại thượng nhưng cố ý chạy tới nói một tiếng, đã là đáng quý, thật coi hắn là bằng hữu. Không có khả năng một mực điều tra, lại hai ngày sau, binh bộ quyết định công thẩm Lăng Hàn, mà thời gian chính là buổi trưa ngày mai. Chương 1114, chỉ chứng, có quan tước, liền không thể do ai nói một câu xử phạt là có thể xử phạt, dĩ nhiên ngoại trừ nữ hoàng đại nhân, nàng có quyền uy vô thượng. Bởi vậy, binh bộ phải thẩm tra, phán định Lăng Hàn có phản quốc hay không. Một khi nhận định là có thể dâng sớ cho nữ hoàng bệ hạ hủy bỏ tước vị võ tướng cử phẩm của lăng hàn như vậy kế tiếp liền có thể tùy ý xử trí này cũng có thể thấy được tầm quan trọng của tước vị thẩm tra lại chia làm thẩm tra bình thường cùng công thẩm thẩm tra bình thường là binh bộ đóng kín cửa thẩm tra lăng hàn quá trình là sẽ không công khai chỉ tới cuối cùng tuyên bố kết quả mà công thẩm thì tương phản ở thời gian thẩm tra cho phép ngoại nhân quan khán bởi vì lăng hàn có thể phạm vào tội phản quốc ảnh hưởng quá lớn nên binh bộ mới có thể quyết định công thẩm. Dĩ nhiên, phương diện này có triệu luân nhúng tay hay không thì không biết, hắn càng muốn thấy Lăng Hàn bị định tội ở trước mặt mọi người nha. Mà phát sinh chuyện lớn như vậy, sòng bạc cũng không tịch mịch, lấy Lăng Hàn cuối cùng có thể bị định tội hay không mở ván, tỉ như vô tội thả ra, hay bị lột bỏ quan tước, thậm chí bị xử tử ở trước mặt mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hoàng Đô thảo luận nhiều nhất là chuyện Lăng Hàn phản quốc. Trong phủ của Sa Đại Tướng Quân, Sa Nguyên cười ha ha nói. Ngày mai sẽ công thẩm sao? Hắc hắc, người này phải xui xẻo, có nhiều nhân chứng như vậy, chắc chắn sẽ bị đỉnh tội. Ha ha, cơ hội tốt như vậy, nếu bản thiếu không nhúng tay mà nói, cũng quá không giải hận. Nguyên Long, đi an bài một chút, tin tưởng người thấy Lăng Hàn làm phản, không phải chỉ vài cái như thế. Hắn nhàn nhạt nói, "Vâng, thiếu chủ." Một thanh niên lập tức đáp, "Lăng Hàn a Lăng Hàn, người thực sự là rượu mời không uống, không nên ép bản thiếu xuất thủ a." Sa Nguyên cười lạnh, chỉ cần ngươi không có quan tước trong người, hơn nữa phản quốc, đó chính là một chữ chết. Đợi nhốt ngươi vào đại lao, ta sẽ tìm ra tất cả bí mật trên người ngươi. Một ngày này, công thẩm lang hàn có đi theo địch phản quốc hay không bắt đầu? Chính ngọ, binh bộ phái binh sĩ, dẫn lang hàn tới một công đường của binh bộ. Nơi này như đấu võ tràng, trung gian là đất bằng hình tròn, bốn phía là từng vòng cầu thang cao dần, nhưng không có chỗ ngồi. Chỗ ngồi chỉ có ba vị quan chủ thẩm mới có, bọn họ chiếm một đài cao, bao quát lăng hàn, mỗi một tên đều là nhật nguyệt cảnh, phát ra khí tức đặc hữu của cường giả, tạo thành một lực uy hiếp. Lăng hàn cũng không có mang xiềng xích, hiện tại hắn chỉ là bị hoài nghi đi theo địch phản quốc, nhưng một ngày không có chứng thực, hắn chính là vô tội. Hắn lẻ loi một mình, đứng ở trung gian, mà Chu Vi đã sớm đứng đầy người. Tất cả mọi người rất tò mò, nam tử hơn một năm qua ở Hoàng Đô Cuộn lên vô số phong vân, lúc này đây sẽ kết thúc ra sao? Thủy Nhạn Ngọc, Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi cũng tới, nhóm bằng hữu Lâm Do, Mã Hưng, Diệp Thừa Vận cũng tới, Triệu Luân, Sa Nguyên, Cư Ngô Thích. Cũng tới, có xem náo nhiệt, có sinh lòng ghen tị. Chờ cho hay trình diễn, Lăng Hàn, người có nhận tội không? Ba quan chủ thẩm phân biệt là Khổng Thành Hòa, Cổ Thiên Sơ cùng Nam Môn Dương, hiện tại chính là Cổ Thiên Sơ quát một tiếng, thần hồn cường đại hình thành tinh thần uy áp đáng sợ, thẳng lấy nhân tâm. Nếu như đổi một người khác, bị quát như thế phỏng trừng thần hồn tê liệt, trong lúc hốt hoảng nói ra hết đáy lòng. Ba người này có thể trở thành quan chủ thẩm, tự nhiên là có đạo lý, ở thần hồn có tạo nghệ kinh người. Thần hồn của Lăng Hàn vốn cường đại và cứng cỏi, hơn nữa còn có tinh nguyên ma chủ, muốn ở khí thế áp đảo hắn là chuyện không thể nào, chỉ ít không phải một cường giả nhật nguyệt cảnh trung cực vị có thể làm được. Hắn thong dong nói, tại hạ chẳng biết phạm vào tội gì, lớn mật, không thanh hòa trợn mắt, ở dưới binh bộ công thẩm còn dám nói xạo, còn không mau mau nói ra sự tình ngươi và Kim Sư Quốc cấu kết. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, này vốn là sự tình giả dối hư ảo, nên bảo ta nói làm sao. Hư, liền biết ngươi muốn nói xạo, đến, truyền nhân chứng. Nam Môn Dương phất phất tay, người thứ nhất lên sân khấu lại chính là Triệu Luân. Nhìn đối phương Dương Dương đắc ý từ trên khán đài đi xuống, Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, đây thật là tiểu nhân tác quái, người nói ngươi là con trai của đại tướng quân, lại không ngừng chèn ép một tiểu nhân vật, người thật không biết xấu hổ sao. Tâm tính như vậy, thành tựu có hạn, người khác đều nói triệu luân thiên tài, tu vi tiến cảnh vượt qua phần lớn cường giả tinh thần cảnh lúc cùng tuổi, ngày sau tất thành tinh thần cảnh. Nhưng Lăng Hàn lại hoàn toàn không coi trọng người này, hắn đã gặp tinh thần cảnh, tuy tính tình không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều có khí phách vô thượng, cực kỳ tự tin. Nhưng ở trên người triệu luân, hắn chỉ thấy lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, nhân vật như vậy đã định trước không có khả năng bước vào tinh thần cảnh. Hiện tại tu vi của Triệu Luân có thể tinh tiến nhanh, một là cảnh giới còn thấp, hai là có một lão cha tốt, không tiếc thiên tài địa bảo đoạt đưa cho hắn, bằng không hắn ở trong vạn năm là tuyệt đối không thể bước qua nhật nguyệt cảnh. Ta sát, ngươi lại còn dám nguyệt thị ta. Triệu Luân vẫn nhìn chăm chú Lăng Hàn, thấy được chẳng đáng trong ánh mắt hắn, thiếu chút nữa tức điên. Ngươi một tù nhân, thứ dân, hắn làm sao cũng không thừa nhận Lăng Hàn có quan tước, lâu la từ tiểu thế giới đến, chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị, có tư cách gì khinh bỉ hắn hắn là nhi tử của triệu đại tướng quân thân phận này có thể nghiền ép chín thành chín người trong đế quốc xem không giết chết ngươi triệu luân cười lạnh nói triệu luân gặp qua ba vị đại nhân ba quan chủ thẩm đều là quan viên của binh bộ có tước vị trong người hơn nữa đều cao hơn triệu luân ở trường hợp công khai triệu luân không thể thất lễ bằng không không phải là nhục nhã ba vị này mà là chế độ của đế quốc triệu thế tử miễn lễ tuy ba người khổng thành hòa thản nhiên nhận lễ nhưng lại lập tức khách khí chào hỏi con của Triệu đại tướng quân há có thể chậm chế? Nịnh bợ, Lệ Vi Vi nói thầm, thanh âm còn không thấp, ở đây, dám can đảm khinh bỉ quan chủ thẩm như thế, phòng trừng cũng chỉ có Lệ Vi Vi, Sa Nguyên, Triệu Luân. Ba người khổng thành hòa cũng có chút xấu hổ, nhưng nữ nhi của tả tướng bọn họ đắc tội không nổi a, à, mấu chốt là người ta lại không có chỉ vào bọn họ mắng. Chương 1115, bằng chứng như núi. Thường, yên lặng, nam môn dương trách mắng, khí thế của nhật nguyệt cảnh chấn động nhất thời làm sắc mặt của tất cả mọi người trắng bệch, gần như ngay cả hô hấp cũng không được. Khổng Thanh Hoa mở miệng nói, Triệu Thế Tử, người là một trong các thống lĩnh của quân Viễn Trinh lần này, lại tự thân lĩnh đội đột kích đánh lén Kim Sư Quốc, xin tỉ mỉ miêu tả quá trình lúc đó. Vâng, Triệu Luân biểu hiện rất khiêm tốn, cho ba người này đủ mặt mũi. Ta cùng với cửu quận Vương Điện Hạ thương lượng xong đối sách, liền dẫn người xuất phát, vượt qua nộ giang. Hắn bắt đầu nói chuyện lúc ấy, bất thiên bất ỉ, không có cố ý vu oan lăng hàn. Bởi vì này không cần hắn xuất thủ, kế tiếp có mười mấy nhân chứng mới là công kích chí mạng. Triệu Luân cười lạnh, hắn mấy lần nhắc tới cửu quận vương, chính là châm chọc lăng hàn, rõ ràng xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng cửu quận vương không có xuất hiện, ngay cả lời cũng không nói một câu. Người rất thất vọng đi, này là tự nhiên, người nào không biết cửu vương cao cao tại thượng hơn nữa có quy luật bất thành văn, đó chính là cửu vương và nữ hoàng bệ hạ như nhau, một cái cũng không có lập gia đình bát phương phía trước như vậy, tin tưởng cửu quận vương cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng đi quá gần với lăng hàn, bệ hạ tất nhiên sẽ đứng ra can thiệp. Phải biết rằng triệu luân không phải là không có đánh chủ ý tới cửu quận vương, tự tin tuấn tú lịch sự, thiên phú lại chắc tuyệt, là con trai độc nhất của triệu đại tướng quân, tuy phân thượng thấp hơn cửu quận vương, nhưng trong đế quốc còn tìm ra nhân vật thứ hai xứng đôi sao. Nhưng lần đầu tiên hắn tỏ tình với cửu quận vương, sau khi trở về đã bị triệu đại tướng quân nghiêm khắc cảnh cáo, không được có ý đồ với cửu quận vương ngay cả ý niệm trong đầu cũng không thể sinh bằng không triệu đại tướng quân chỉ có tự tay chém đầu của hắn đi thỉnh tội với nữ hoàng đại nhân chính là nghiêm trọng như vậy triệu luân ta cũng không xứng ngươi một con kiến hồi từ tiểu thế giới đến lại tính là vật gì cuối cùng triệu luân tăng thêm phân tích của hắn lúc đó ta mặc bảo giáp mà phụ thân đại nhân ban tặng toàn diện kích phát có thể có phòng ngự cấp bậc nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng có thể thân thể phi hành may là như vậy Ta cũng thập phần gian nan mới giết trở lại, mang về tình huống trụ thiên hoàng triều xâm lấn, cuối cùng, trụ thiên hoàng triều biết thua chuyện, lựa chọn lệnh kim sư quốc lui binh. Thử hỏi, ngay cả ta cũng gian nan như vậy, tất cả thuộc hạ ta mang theo toàn bộ rơi vào tay địch nhân, như thế một sơn hà cảnh trung cực vị, làm sao có thể chạy trốn? Triệu Luân chỉ lăng hàn, lớn tiếng chỉ trích nói, da mặt của Triệu Luân cũng thực đủ dày, chèn ép Lăng Hàn đồng thời không quên thiếp vàng lên mặt mình, kéo công lao trụ thiên hoàng triều lui binh lên đầu mình. Trên thực tế, gần như không có ai biết loạn tinh nữ hoàng tự thân xuất thủ, bởi vậy Kim Sư quốc hoặc nói là trụ thiên hoàng triều đột nhiên lui binh, chỉ có thể quy kết là bí mật tiết lộ, không dám tái chiến tiếp, bằng không hai đại hoàng triều toàn diện khai chiến, chỉ sẽ tiện nghi bích lạc hoàng triều. Nếu như thế, Triệu Luân thật đúng là lập công lớn, bởi vì đội đột kích bị bắt hết, chỉ có hắn chạy về, vạch trần sự thực trong Kim Sư quốc có cường giả của trụ thiên hoàng triều. Vốn là một thất bại thảm hại, chẳng biết địch nhân sâu cạn nội tình liền phát động đánh bất ngờ nhưng đến trong miệng triệu luân lại thành công lao lớn da mặt của người này dày quả thực lợi hại lăng hàn người có lời gì để nói không nam môn dương hỏi lăng hàn lăng hàn mỉm cười nói chính như triệu luân nói ta chỉ là một trung cực vị nho nhỏ ai cũng không có để ta vào mắt ta thoát thân không phải là chuyện rất bình thường sao hơn nữa ta còn muốn hỏi triệu thế tử một câu biết rõ ta chỉ là trung cực vị vì sao chọn ta vào đội đột kích này triệu luân ngẩn ra không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ ở trước mặt mọi người hỏi chuyện này. Hắn có thể nói ta muốn quan báo tư thù, mượn lực lượng của địch nhân diệt ngươi sao? Nếu như lời này nói ra, hắn cũng mơ tưởng có quả ngon để ăn, không nói sẽ bị đế quốc xử phạt, sau đó còn có ai dám lăn lộn với hắn, không sợ một ngày nào bị hắn gài bẫy sao? Lăng Hàn, người đừng vội dễ trọng tâm câu chuyện, Triệu Luân vội vàng nói, tại sao có thể để Lăng Hàn chủ đạo xu thế? Này là thẩm phán hắn có theo địch hay không, xả đến trên người mình làm chi? ân, không nên tránh trọng tâm câu chuyện. Cổ thiên sơ gật đầu nói, hắn tự nhiên là giúp triệu luân. Lang hàn, chứa miệng mọc hoa sen, nơi này có rất nhiều nhân chứng, có thể chứng minh lúc đầu người quả thật bị bắt, nên không cần quanh co. Khổng thanh hoa lạnh lùng nói, Nga, ta cũng muốn nghe một chút, ta là bị bắt thế nào. Lang hàn cười nói, truyền nhân chứng, khổng thanh hoa lộ ra vẻ không vui, tiểu tử này thực là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Từng tên thanh niên đi vào sân bãi, chính là đệ tử học viện lúc trước vào đội đột kích, sau lại bị bắt, may là loạn tinh nữ hoàng xuất thủ nhanh, bằng không bây giờ còn ở trong ngục đi. Ánh mắt của Triệu Luân đảo qua, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn chỉ tìm mười mấy nhân chứng, nhưng bây giờ lại sắp tới ba mươi. Nhiều hơn mấy chục người là cái quỷ gì đây? Ta là Ninh Tử Minh, ta gọi Minh Nhạc Nhân, ta là Bạc Tinh, ta là... Những người này nhất nhất báo tên họ của mình, bất quá có vài người chỉ cần liên tưởng đến gia thế của bọn họ, liền có thể phát hiện trưởng bối của bọn họ không phải là thủ hạ của Sa đại tướng quân, chính là dòng chính của Triệu đại tướng quân. Triệu Luân trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai Sa Nguyên ở chuyện này là về phe hắn. Hắc hắc, thực sự là không ngờ, bất quá nhi tử của hai đại tướng quân liên thủ, này còn không chỉnh chết một tiểu tử ngoại lai nho nhỏ, vậy thì thật là gặp quỷ. Ta tận mắt thấy, Lăng Hàn bị bắt chung với chúng ta, ta còn cùng hắn nhốt trong một phòng giam. Mới chỉ nửa ngày mà thôi, Lăng Hàn đã bị thẩm vấn tiếp đó không trở về nữa. Nếu không phản bội, làm sao hắn có thể chạy thoát, trở lại doanh trại. May mắn triệu thế tử mang tình báo về, khiến cho Kim Sư Quốc cùng trụ thiên hoàng triều lui binh, bằng không có tên phản đồ lăng hàn này làm nội ứng, không biết sẽ tạo thành tổn thất lớn ra sao. Những người này đều mở mắt nói mò, cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, nhiều người như vậy đồng thời chỉ chứng lăng hàn, quần chúng không rõ chân tướng nên tin ai. Trường 1116, bằng chứng như núi. Hả, đương nhiên là tin bên nhiều người. Kẻ phản bội, trong đám người, không biết là ai hô một tiếng. Kẻ phản bội, người người kêu lên, nhất thời tạo thành xu thế bài sơn đảo hải, ngay cả đám người lệ vi vi, quý vân nhi tin tưởng lăng hàn, nhưng thanh âm phản đối trong nháy mắt liền tiêu thất ở trong tiếng hò hét tức giận. Thủy nhạn ngọc nắm chặt song quyền, chỉ cần lăng hàn tiến nhập hắc tháp là có thể chứng minh hắn căn bản không có khả năng bị địch nhân bắt làm tù binh, nhưng lộ ra bí mật hắn có không gian thần khí, vậy không biết có bao nhiêu người sẽ xuất thủ với hắn. Tuy hiện tại hắn thiên phú yêu nghiệt, nhưng dù sao trình tự quá thấp, nhóm cường giả tà tướng, thất đại tướng không thể chú ý tới hắn, chỉ khi nào lộ ra bí mật không gian thần khí, sợ rằng ngay cả nữ hoàng bệ hạ cũng sẽ động tâm. Này là lựa chọn lưỡng nan, hoặc là bị đánh lên nhãn phản quốc, hoặc là bị vô số cường giả để mắt tới, chọn cái nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Vì sao nữ hoàng đại nhân còn chưa giải vây? Lẽ nào ở trong mắt bệ hạ, việc nhỏ như vậy căn bản không đáng giá nàng quan tâm sao lăng hàn người còn có gì để nói không không thanh hoa lành lạnh nói không lời nào để nói lăng hàn lắc đầu vậy là ngươi nhận tội cổ thiên sơ tiếp lời nói lăng hàn lắc đầu nói cùng đám ngu ngốc này thực không lời nào để nói từng cái mở mắt nói mò căn bản không có không gian trao đổi ngươi kẻ phản bội còn dám nói xạo làm ra loại sự tình đại nghịch bất đạo này ngươi còn dám kiêu ngạo đám nhân chứng đều lòng đầy căm phẫn, cư nhiên bị ở trước mặt mọi người nói thành ngu ngốc. Lăng Hàn thản nhiên nói, người đang làm, trời đang nhìn, tự hỏi võ đạo chi tâm của các ngươi, làm như vậy, có thể an lòng sao? Lời này, hắn lấy thất sát chấn hồn thuật nói ra, thẳng sâu linh hồn, chỉ là không có lực sát thương mà thôi. Nhất thời, đám nhân chứng sắc mặt trắng bệch, nội tâm của bọn họ bị khảo vấn, linh hồn đang run rẩy. Lăng Hàn, người còn dám uy hiếp nhân chứng, triệu luân lành lạnh nói, oanh, phía sau hắn dương động lên một mặt trời đỏ, khí tức của nhật nguyệt cảnh không giữ lại chút nào phát ra, áp bách về phía lăng hàn. Lăng hàn không khỏi bị kiềm chế, hắn có thể không sợ khí thế của hằng hà cảnh, nhưng khí thế và khí thức là hai việc khác nhau, hiện tại khí thức này đang áp bách hắn. Áp chế một đại cảnh giới, này là tranh lệch mà bất kỳ thiên tài nào cũng không thể bù đắp, lăng hàn lập tức chảy mồ hôi, tạp tạp tạp, thần cốt rung động, sắc mặt đỏ bừng. Triệu thế tử, người đang bước cung sao, hắn bất khuất, chỉ lạnh lùng hỏi ở trước mặt nhiều nhân chứng như vậy ngươi còn nói xạo người như ngươi bức cung thì như thế nào triệu luân cười lạnh nói triệu luân ngươi quá đáng lệ vi vi nhịn không được đứng lên tứ tiểu thư đắc tội hướng thừa duẫn lập tức xuất thủ một trường phất qua lệ vi vi nhất thời tê dại này là đại viên mãn áp chế tiểu cực vị tả tướng đại nhân có lệnh để lệ vi vi tận khả năng bảo trì cự ly với lăng hàn đây đối với hướng thừa duẫn mà nói là một tin vui bởi vậy hắn rất mừng rỡ làm ác nhân như vậy Ngược lại hắn cũng biết, lệ vi vi là tuyệt đối không thể coi trọng hắn, bị đối phương hận thì hận, chỉ cần hắn có thể ôm lấy chân của tả tướng đại nhân là được. Lăng Hàn, đã đến bước này, người còn không chịu công khai, vậy chỉ có thể đại hình hầu hạ. Nam Môn Dương lành lạnh nói, ha ha ha, Lăng Hàn cười to, tốt, ta muốn kiến thức một chút, các ngươi làm sao vụ oan giá hỏa ta. Lăng Hàn, mặc cho người miệng nở hoa sen, ngày hôm nay cũng mơ tưởng thoát thân. Sự thực thắng hùng biện, người làm sự tình đối lý, thì phải trả giá thật lớn. Đế quốc không dung kẻ phản bội, đám nhân chứng đã khôi phục lại, tự nhiên từng cái nhảy nhót tương bừng, hận không thể xông lại đè đầu của lăng hàn xuống đất, buộc hắn quỳ xuống nhận tội. Kẻ phản bội, đi tìm chết, trên khán đài, có người ném ra trứng gà. Ba, này tự nhiên không có khả năng đập tới trên người lăng hàn, bị nguyên lực hộ thuẫn của hắn cản lại. Ánh mắt của lăng hàn đào qua, chỉ thấy đó là một thanh niên lấm la lấm lét, phát hiện ánh mắt của hắn quét tới, lập tức rụt thân thể trở lại, không dám nhìn thẳng. Chó săn của Triệu Luân hoặc là Sa Nguyên, Lăng Hàn thầm nói, đây là đang tận lực dẫn đạo sự phẫn nộ của dân chúng. Quả nhiên, hắn đập như thế, làm rất nhiều người kích động, có vài người sớm có chuẩn bị, ném trứng gà, cà chua, rau thối. Có vài người không có chuẩn bị, thì phun nước bọt đến. Tuy Lăng Hàn mở hộ thuẫn, sẽ không bị bất kỳ vật gì đập chúng, nhưng nơi này có hơn một nghìn người, có ít nhất phân nửa người đang làm ra động tác ô nhục, này là nhục nhã như thế nào? Truyền đi, Lăng Hàn còn có thể làm người sao?" Triệu Luân cười lạnh, hắn không quan tâm chân tướng ra sao, có thể dùng tội phản quốc định tội Lăng Hàn là tốt nhất, coi như không được, chỉ một màn này liền đủ để Lăng Hàn chịu nhục, sau này ngươi còn ngẩng đầu lên được sao? Trận này, hắn thắng, hơn nữa còn là toàn thắng. Phi, một tiểu nhân vật, lấy cái gì đấu với hắn?" Triệu Luân nhìn lại Thủy Nhạn Ngọc, chỉ thấy vư vật này nắm chặt song quyền vẻ mặt trắng bệch không khỏi dâng lên một cổ khoái ý biến thái hắn đã chơi dương lạc đan đơn độc xem còn có chút vị đạo nhưng đặt chung một chỗ với thủy nhạn ngọc mà nói hoàn toàn không phải là một cấp bậc hắc hắc người trốn không thoát bàn tay của ta đâu người đâu gia hình cổ thiên sơ quát có nhiều nhân chứng như vậy hắn đề nghị dụng hình cũng không quá đáng phù hợp quy củ rất nhanh có hai người mang đến một thạch ma to lớn đây là một loại hình cụ lấy thạch mang nghiền ép mỗi một cây xương huyết nhục đều bị vắt thành mảnh vỡ, nhưng thần linh sinh mệnh ngoan cường, hoàn toàn có thể chịu rất lâu, bởi vậy bị thống khổ tự nhiên càng sâu. Thứ này, người người nói tới liền biến sắc, triệu luân, sa nguyên đều cười lạnh, rốt cục cho dân đen này nếm mùi đau khổ. Đám nhân chứng thì cười lạnh, bọn họ có rất nhiều là thu được mệnh lệnh, có thì đố kỵ lăng hàn, ước gì hắn từ nay về sau tiêu thất, hiện tại rốt cục sắp thành công, tự nhiên để cho bọn họ cảm nhận được khoái ý. Hành hình, cổ thiên sơ đánh nhịp nói, chậm, Đúng lúc này, chỉ thấy một nữ tử bước đến, nàng mặc khôi giáp lóng lánh, như một nữ võ thần, tán mát ra khí thế vô thượng. Trường 1117, ý chí nữ hoàng. Bái kiến đại thống lĩnh, ba gã quan chủ thẩm vội đứng lên, từ sau bàn đi ra, quỳ gối hành lễ. Tham kiến đại thống lĩnh, ngay cả triệu luân, sa nguyên cũng quỳ xuống, toàn bộ khán đài đồng loạt quỳ xuống, không người dám vô lễ. Cù thu tuyết, cấm vệ quân đại thống lĩnh, cường giả tinh thần cảnh. Vô luận thân phận nào, cũng đủ để kinh sợ thiên hạ, toàn bộ loạn tinh hoàng triều, có thể sánh vai với nàng cũng chỉ có 9 người tả hữu tướng, thất đại tướng mà thôi. Thế nhưng cù thu tuyết quanh năm làm bạn ở bên người nữ hoàng bệ hạ, có thể nói là thân tín của nữ hoàng bệ hạ, ý nghĩa đặc thù, địa vị tự nhiên càng thêm siêu nhiên. Vị đại nhân này đích thân tới đây, ai không lo lắng. Miễn, cù thu tuyết nhàn nhạt nói, nàng đẹp đến kinh người, nhưng bây giờ ai dám liếc nhìn nàng một cái, cường giả, đại nhân vật như vậy ai dám nhìn chăm chú, không phải là muốn chết sao. Lúc này chúng nhân mới dám thức dậy, đều mờ mịt không giải thích được, chỉ là thẩm vấn một võ tướng cử phẩm nho nhỏ, làm sao sẽ khiến hồng nhân bên cạnh bệ hạ quan tâm. Hôm nay bản thống lĩnh tới, chính là tuyên đọc ban thưởng của bệ hạ. Cù thu tuyết nói, ánh mắt đảo qua trên người lăng hàn và triệu luân. Bệ hạ muốn bản thưởng, vậy khẳng định là cho triệu luân, tất cả mọi người xác định. Triệu Luân phát hiện đại âm mưu của trụ thiên Hoàng Triều, cuối cùng làm cho đối phương chủ động lui binh, này là một đại công, nữ hoàng bệ hạ luận công ban thưởng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là chọn thời khắc như vậy, chẳng phải là triệt để tuyên bố lăng hàn tử hình sao. Xem ra cũng không cần tra tấn, nữ hoàng đại nhân đã tỏ thái độ, trực tiếp kéo ra ngoài chém là được. Ngay cả triệu luân cũng cho là như vậy, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, trước đó không lâu hắn được nữ hoàng ngợi khen, phong làm thất phẩm võ tướng, hiện tại lại luận công ban thưởng, làm sao cũng có thể tăng lên một đoạn nữa. Sách sách sách, Lục phẩm võ tướng không tới nghìn tuổi, này ở đế quốc cũng cực kỳ hiếm thấy, không biết sẽ để cho bao nhiêu người đố kỵ chết. Cô Thu Tuyết lấy ra một đạo thánh chỉ, nhất thời, kim quang bắn ra bốn phía, tản mát ra uy áp kinh khủng. Bệ hạ thịnh uy, mọi người lần thứ hai quỳ xuống, tiếp pháp chỉ của nữ hoàng. Sắc phong, cô Thu Tuyết tuyên đọc, nàng chính là cường giả tinh thần cảnh, căn bản không cần lớn tiếng, thần ý truyền đáng, có thể rõ ràng truyền ngôn ngữ ra xa. Làm hàn làm thất phẩm võ tướng. Phốc, nghe được cù thu tuyết nói hết lời, tất cả mọi người phun ra, từng cái tròng mắt trừng to, miệng mở lớn như có thể nhét một quả trứng gà. Nữ, nữ hoàng đại nhân sắc phong không phải triệu luân, mà là lăng hàn. Này này này, này là thật sao? Người này không phải phản bội sao? Triệu luân không phải khám phá âm mưu của trụ thiên hoàng triều, lập công lớn sao? Làm sao trái ngược, tất cả mọi người phát mộng, nhưng cù đại thống lĩnh sẽ cầm ý chí của nữ hoàng đại nhân nói dẫn sao? Con mẹ nó người đùa sao? đây chính là cù đại thống lĩnh thân tín của nữ hoàng t nữ hoàng đại nhân không hỏi đến sự tình lăng hàn có phản bội hay không nhưng hết lần này tới lần khác ở lúc mấu chốt nhất sắc phong lăng hàn ý tứ này còn không rõ ràng sao nữ hoàng đại nhân đang thỏa mãn lăng hàn người con mẹ nó còn ai dám nói lăng hàn là kẻ phản bội ai nói hắn là kẻ phản bội đây không phải đang đánh mặt của nữ hoàng bệ hạ sao dám hỏi thiên hạ có ai dám đánh mặt của nữ hoàng đại nhân sắc mặt nguyên bản dương dương đắc ý của triệu luân trong nháy mắt suy sụp thậm chí thân thể hắn còn đang phát run nhi tử của triệu đại tướng quân rất nghiêu bức nhưng ở trước mặt loạn tinh nữ hoàng này nhầm nhò gì a à? đừng nói hắn ngay cả lão tử của hắn thì như thế nào nữ hoàng đại nhân muốn giết cũng sẽ không lưu tình bằng không bát đại tướng cũng sẽ không biến thành thất đại tướng nữ hoàng đại nhân xem trọng lăng hàn người lại muốn hãm hại người ta đây không phải đối nghịch với nữ hoàng đại nhân sao ở loạn tinh hoàng triều đối nghịch với nữ hoàng đại nhân. Ngươi nhất định là ngu ngốc, hơn nữa còn là ngu ngốc không sợ chết. Triệu Luân cảm giác mình hiện tại chính là ngu ngốc, nhưng hắn rất sợ chết ha. Ai có thể nghĩ tới, nữ hoàng đại nhân lại đột nhiên nhúng một cước. Sự tình nhỏ như vậy, chỉ liên lụy tới một võ tướng cửu phẩm, cư nhiên dẫn tới nữ hoàng đại nhân tự thân hạ một đạo pháp chỉ, ở lúc mấu chốt nhất viên đọc, hơn nữa xuất động là siêu cấp cường giả như cù thu tuyết. Rất nhiều người ngửi được gì đó, Nữ hoàng đại nhân không phải ngợi khen Lăng Hàn đơn giản như vậy. Lăng Hàn tiếp chỉ, cô thua Tuyết đưa pháp chỉ về phía Lăng Hàn, "Vâng, Lăng Hàn cung kính tiếp pháp chỉ, nhưng trong lòng nhã rãnh, người không thể tới sớm một chút sao, chờ tới thời điểm mấu chốt như vậy làm gì, làm hại hắn thiếu chút nữa bị ra hình." Cô thua Tuyết xoay người lại nói, "Bệ hạ nói, không thể phụ lòng người có công, không thể để cho nghĩa sĩ thất vọng đau khổ." Người có công, Lăng Hàn có công, hắn tới cùng có công lao gì? Triệu Luân chờ cả kinh. Trước đây Lăng Hàn trở lại doanh trại lập tức cổ động cửu quận vương quay lại hoàng đô, lúc đó hắn chỉ cho là Lăng Hàn nhát gan sợ chết, dù sao đối diện có mấy trăm nhật nguyệt cảnh, không có cường giả tinh thần cảnh chấn giữ mà nói, ai không sợ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc là đối phương dò thăm bí ra mật kinh người gì. Lẽ nào trụ thiên hoàng triều lui binh có quan hệ tới Lăng Hàn? Sắc mặt hắn không khỏi tái xanh, vốn cho là mình lập một đại công, ai tưởng lại hoàn toàn hiểu sai ý. Vì sao, vì sao, vì sao chỉ cần dính đến lăng hàn, luôn luôn bị hắn chiếm được thượng phong. Triệu Luân muốn vào đầu của mình, vô luận ở điểm nào, hắn đều vượt qua lăng hàn mấy trăm lần, nhưng vì cái gì luôn luôn thua thiệt. Cô thu tuyết đằng đằng sát khí, ánh mắt đảo qua gần 30 nhân chứng, làm những người này sợ hãi. Không thể để cho nghĩa sĩ thất vọng đau khổ, này là có ý gì? Ba, Cô thu tuyết xuất thủ, một trưởng hư ấn, liền có một người đầu bị phách toái, máu tươi năm xích. Đây chính là binh bộ. Ở binh bộ công nhiên sát nhân, này là bá đạo bực nào. Dĩ nhiên, này cũng chỉ có Cù Thu Tuyết dám làm như thế, nàng đại biểu là thánh ý của nữ hoàng bệ hạ, đừng nói giết chỉ là vài người không có quan tước, cho dù có quan tước thì như thế nào. Không, không nên, là triệu, là xa, chương 1118, không thể phụ lòng người có công. Những người này đang muốn khai triệu luân cùng sa nguyên ra, nhưng Cù Thu Tuyết lại không cho bọn hắn cơ hội, một trường phách tới, hơn 20 người bị chấn sát, tiên huyết chảy đầy đất huyết tinh, tàn khốc, bá đạo, này là một hồi chân áp. Tất cả mọi người lạnh dung, này là nữ hoàng bệ hạ biểu đạt thái độ của nàng. Đừng tưởng rằng nữ hoàng bệ hạ sâu ở trong cung, là cái gì cũng không biết, có thể bị hạ thần hồn lộng. Tương phản, nữ hoàng bệ hạ nhìn rõ mọi việc, cái gì cũng lừa không được nàng. Hiển nhiên, bệ hạ đang không hài lòng chuyện mấy vị đại tướng quân lén lút kết mạng lưới quan hệ, đây chính là hoàng triều của nữ hoàng bệ hạ, mà không phải hậu hoa viên của đại tướng quân nào. Bất quá nữ hoàng bệ hạ hiển nhiên cũng cho hai đại tướng quân mặt mũi, tuy xử tử nhân chứng, lại không có để triệu luân cùng sa nguyên dính vào, bằng không thật muốn truy cứu, hai người này có thể sẽ xong đời. Hơn nữa, nữ hoàng bệ hạ sắc phong lăng hàn làm thất phẩm võ tướng cũng có ý tứ, bởi vì triệu luân cũng là thất phẩm, hai người ở loạn tinh hoàng triều, địa vị hoàn toàn tương đương. Cô thu tuyết thu tay về, thản nhiên nói, bản thống lĩnh phải về, không quấy dày các ngươi công thẩm, tiếp tục đi. Nói xong, nàng nghênh ngang rời đi, cung tiến đại thống lĩnh, chúng nhân lại quỳ xuống, Cô thu tuyết ly khai một hồi lâu, khí tức đặc biệt của cường giả tinh thần cảnh mới tiêu thất, chúng nhân phảng phất mới vừa bị bệnh nặng, sắc mặt từng cái đều cực kỳ khó coi. Vừa rồi Cô thu tuyết cố ý phóng xuất khí tức của tinh thần cảnh, lực uy hiếp này tự nhiên đáng sợ, nếu nàng động sát nghiệp, tất cả mọi người ở đây sẽ chết hết, thần hồn bị chấn bạo. Còn thẩm vấn sao, cổ thiên sơ rung giọng nói, còn thẩm cái giam a bệ hạ đã hạ thành ý, thăng quan tiến tước cho lăng hàn còn thẩm vấn lăng hàn hóa đây không phải là thẩm đầu của mình sao ngại mình sống lâu đối kháng với nữ hoàng đại nhân sao trải qua thẩm tra nghiêm mật nhận định nhân chứng trước đều là vô cáo lăng hàn chuyện phản quốc đi theo địch hoàn toàn là giả dối hư ảo không thanh hòa như ăn mấy trăm con ruồi nhưng không thể không nói ra kết quả lăng hàn vô tội thả ra ngày sau không bao giờ được nhắc lại nữa ai nghị luận chuyện lăng hàn đi theo địch lấy tội vu hãm công thần của đế quốc xét xử. nói xong, ba người đều đi như trốn. thật đợi không nổi nữa, bị ánh mắt của lăng hàn quét một cái, liền khó chịu a. À. chúng nhân đều tán đi, rất nhanh. chi tiết về lần công thẩm này truyền khắp hoàng đô. tự nhiên, không ai nhắc lại chuyện lăng hàn phản quốc. ngay cả nữ hoàng đại nhân cũng tỏ thái độ, ai dám đối nghịch? ở loạn tinh hoàng triều, nữ hoàng đại nhân chính là chân thần, chính là thiên địa. một câu nói, một cái tỏ thái độ của nàng còn hơn tất cả. Lăng Hàn rốt cục có thể trở về Đại Lăng Triều. Trước hắn có quyết định này, chỉ là đột nhiên bị Kim Sư Quốc xâm lấn làm rối loạn, một kéo chính là hơn hai tháng. Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, hắn lại luyện chút đan dược lưu ở tiệm thuốc, tiền vẫn phải tiếp tục kiếm A. Ta đi với ngươi, Thủy Nhạn Ngọc biết hắn sớm có ý trở về. Lăng Hàn mỉm cười nói, ngươi là vợ ta, quả thực nên gặp mấy vị huynh trưởng của ta, hơn nữa, trở về Đại Lăng Triều, chúng ta cũng nên động phòng, sinh cho ta vài hầu tử. Ngươi đi chết đi thủy nhạn ngọc hờn rỗi cho hắn một cái liếc mắt lăng hàn cười to ngày thứ hai liền cùng thủy nhạn ngọc ly khai hoàng đô xuất phát về đại lăng triều bọn họ có xuyên vân toa trừ khi có cường giả tinh thần cảnh xuất thủ ngắm bắn bằng không tuyệt đối không thể bắt bọn hắn lại dĩ nhiên đến đại lăng triều cũng tương đối nguy hiểm bởi vì không có cường giả tỏa trấn lăng hàn coi như là thất phẩm võ tướng của loạn tinh hoàng triều cũng không dùng tốt ai sẽ để ý chứ nhưng ly khai lâu như vậy lăng hàn nhất định phải trở về một chuyến trước kia là bởi vì thân phận con tin không thể ly khai hiện tại có cơ hội vậy hắn nhất định phải quay về đại lăng triều một chuyến chỉ có đại lăng triều chân chính hưng thịnh hắn mới có thể phóng tâm mà ly khai đi tìm phụ mẫu nhi tử cùng hồng nhan xuyên vân toa phá trường không như một đạo thiểm điện nhanh đến ngay cả ánh mắt của sơn hà cảnh cũng không cách nào bắt ngay cả cường giả nhật nguyệt cảnh toàn lực truy kích cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm nửa tháng sau xuyên vân toa đi tới đại lăng triều Rốt cục đã trở về, Lăng Hàn cảm khái, tuy hiện tại hắn đã là thần linh, nhưng vẫn quen thế giới cũ của hắn. Ông, đại trận khởi động, nhằm vào Xuyên Vân toa, chỉ là trận pháp cấp bậc phá hư cảnh này, cho dù có quốc thế gia trì, cũng không có khả năng tạo thành trở ngại gì với Xuyên Vân toa. Chỉ khẽ run lên, Xuyên Vân toa liền xông phá trận pháp, rơi xuống trong hoàng cung. Người nào, nhất thời, toàn bộ người trong hoàng cung bị kinh động. Trận pháp phòng ngự vừa vỡ đồ đằng tự nhiên cảnh cáo người trong hoàng cung. Bởi vậy, bọn người phong phá vân, vũ hoàng, mộ dung thanh, khách liên thiên vân vọt ra, cộng thêm một đoàn binh sĩ, bao vây xuyên vân toa lại. Này là lấn bọn họ nước không có vua sao, cư nhiên khiêu khích như vậy, hư, để bản tọa đến đánh bể chiếc phá thuyền này. Khách liên thiên vân tính tình nóng này, tuy nhìn qua vẫn chưa tới 10 tuổi, nhưng khí tức không ngờ là thần cấp, một quyền đánh ra, hóa thành một hắc long giết gào, đánh tới xuyên vân toa. Ngao ô! chỉ thấy một yêu thú to lớn xuất hiện, móng vuốt vỗ tới, liền phách nát hắc long, vô cùng dễ dàng. Ha 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 ha, tu la ma đế ta lại trở về. Cái gì, bọn người hách liên thiên vân kinh hãi, bọn họ tự nhiên biết tu la ma đế là ai, ở trước khi mã đa bảo khai thiên không lâu còn từng cùng người của ngũ tông chạy đến, muốn giết lăng hàn, cướp đoạt cơ duyên trên người hắn. Người này không phải bị lăng hàn thu sao, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn lợi hại như vậy, ngay cả hách liên thiên vân đánh ra công kích cũng bị hóa giải dễ dàng. Phải biết mặc dù hách liên thiên vân mới nhảy vào thần cảnh, nhưng hắn hai thế tu luyện tới phá hư cảnh, lúc khai thiên lực lượng đạt tới 14 tinh, mà sau khai thiên, hắn làm một thành viên của đại lăng triều cũng nhận được thiên địa ban ân, tuy ân trạch không bằng lăng hàn, nhưng cũng được đề thăng hai tinh. Chỉ là lực lượng liền đạt tới 16 tinh, cơ sở như vậy quá hồn hậu, bởi vậy hắn vừa tiến lên sơn hà cảnh, chiến lực liền có tứ tinh, vô cùng kinh khủng chương 1119, quay về Đại Lăng Triều. Nhưng hắn toàn lực đánh một kích, lại bị Tu La Ma Đế dễ dàng hóa giải, tên ma đầu này lại cường đến mức nào. Mấu chốt là, hắn xuất hiện, Lăng Hàn đâu? Lẽ nào ngộ hại? Ba, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người thon dài xuất hiện, giơ tay lên đập đầu của yêu lang một cái. Người diếu võ dương oai cái gì chứ? Hắc hắc, tiểu đế quay về cố thổ, nhất thời tâm huyết dâng trào, còn xin chủ nhân thứ tội vừa nãy yêu lang còn uy phong lẫm lẫm nhất thời biến thành chó nhỏ dùng sức lay động cái đuôi trên gương mặt rõ ràng viết hai chữ nịnh nọt dựa vào trở mặt cũng quá nhanh đi tứ đệ bệ hạ sư phụ lang thiếu lang hàn phong phá vân đinh bình tàn giả dạ, thất phương còn có chúng vệ sĩ đều kinh hô tiếp đó đại hỷ nguyên lai là lang hàn trở về đại ca nhị ca tam ca lang hàn bước nhanh chạy qua cùng bọn người phong phá vân ôm một cái có câu nam nhi không dễ dàng rơi lệ, nhưng bây giờ vẫn không ngừng rơi lệ, rồi lại cười ha ha, làm thủy nhạn ngọc hiếu kỳ, bởi vì nàng chưa từng thấy lăng hàn như vậy. Đây mới thật sự là lăng hàn đi, ở hoàng đô cuộc sống không quen, hắn vẫn mang mặt nạ, đóng cửa nội tâm của mình, cho đến lúc này mới buông lỏng, lộ ra một mặt chân thật. Nàng vui vẻ nhìn, người đàn ông này càng cao hứng, nàng cũng càng hài lòng. Vị này là, tất cả mọi người thấy thủy nhạn ngọc, cũng cảm ứng được khí tức trên người nàng cường đại, đó là một loại áp chế, là bất luận thiên tài nào cũng không thể vượt qua. Như Hách Liên Thiên Vân, thần cấp, nga, nàng là vợ ta, Thủy Nhạn Ngọc, Lăng Hàn cười nói, Thủy Nhạn Ngọc vừa thẹn vừa mừng, chỉ là nhiều người ở đây, nàng cũng không có ý tứ bấm Lăng Hàn, chỉ cúi đầu nói. Nhạn Ngọc bái kiến đại ca, nhị ca, tam ca. Vừa nàng nhìn thấy Lăng Hàn gọi ba người Phong Phá Vân, tự nhiên biết ba người bọn hắn là huynh đệ kết nghĩa của Lăng Hàn. "Di, bản tỏa thì sao?" Hách liên thiên vân khó chịu, ta còn là cấp bậc lão tổ tông, sao không bắt chuyện hắn. Không cần để ý đến hắn, lão không xấu hổ trang nộn mà thôi. Lăng Hàn đẩy hách liên thiên vân ra, tức đến người này hoa hoa kêu to, theo lý mà nói, Lăng Hàn cũng phải gọi hắn là lão tổ tông, ghê tởm, ghê tởm a. Sư nương, đinh bình lớn tiếng kêu lên, có chút không dám nhìn sư nương. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nói, không tệ, ta ly khai hơn một năm, ngươi liền tu luyện đến linh anh cảnh lần này sẽ cho ngươi chút cơ duyên ở trước khi rời đi để ngươi nhảy vào thần cảnh tứ đệ ngươi lại phải ly khai sao phong phá vân trầm ngâm nói lăng hàn nhoẻn miệng cười nói lần này không chỉ ta ly khai ba vị huynh trưởng cũng theo ta ly khai ta đã ở loạn tinh hoàng triều đánh xuống cơ sở nhất định đang cần ba vị huynh trưởng trợ giúp ta một tay ba người phong phá vân vui mừng bọn họ đều là hạng người khiếu ngạo phong vân thiên tài không gì sánh được ở tiểu thế giới có thể tu luyện tới phá hư cảnh là loại bình thường sao Bọn họ cũng khát vọng sông sáo thần giới, chỉ là Lăng Hàn làm con tin bị mang đi, bọn họ phải thay Lăng Hàn thủ hộ đại Lăng Triều. Hiện tại Lăng Hàn đã có cơ sở, tự nhiên để cho bọn họ kinh nghỉ. Tứ đệ, người thật giỏi, ta cho là chỉ ít phải ở chỗ này nghỉ ngơi trăm năm mới có thể tái kiến ngươi. Vũ Hoàng cười to nói, đây cũng không phải là khen quá mức, phải biết thần giới là địa phương nào, Lăng Hàn tương đương với không bắt đầu. Chỉ có thủy nhạn ngọc giành dễ nhất, một năm này Lăng Hàn đạt được thành tích kinh người ra sao vừa nghĩ tới trái tim của nàng liền dập dần, mị nhãn như tơ. Đến đến đến, tứ đệ, ngươi nói một chút kinh lịch hơn một năm này đi. Mộ dung thanh kéo lăng hàn, được rồi, bây giờ ngươi là tu vi gì? Điều này khiến cho mọi người hiếu kỳ, dù sao võ giả mấu chốt nhất vẫn là tu vi. Ở đây đều là người một nhà, lăng hàn cũng không có gì phải giấu giếm nói. Trung cực vị đỉnh phong, phốc, khách liên thiên vân nhất thời phun ra, ở đây chỉ có hắn bước vào thần cảnh, tự nhiên biết Sơn Hà Cảnh đề thăng khó khăn dường nào. Đừng nói trung cực vị đỉnh phong, ngay cả tiểu cực vị đỉnh phong cũng bất khả tư nghị. Phải biết rằng, hắn mới chỉ là tiểu cực vị tiền kỳ, so với lúc đột phá gần như không có một tia tiến bộ. Không có biện pháp, tài nguyên tu luyện theo không kịp, ở đây hắn có thể có được chân nguyên thạch, có thể có được các loại đan dược thần cấp sao. Tiểu tử ngươi là tên biến thái, vẫn luôn là biến thái. Hắn nói như vậy, nghĩ tới hắn hai đời làm người đã đủ như bức lại vẫn không so được với Lăng Hàn. Thủy Nhạn Ngọc cũng giật mình, nàng tự nhiên biết Đại Lăng Triều là khai thiên mà đến, hơn nữa cũng nghe Lăng Hàn nói về lai lịch người bên cạnh, biết những người này không có bối cảnh thần cấp. Nhưng dù như vậy, Hách Liên Thiên Vân cũng thẳng tiến Sơn Hà Cảnh, này thật bất khả tư nghị, nói cho người khác nghe phỏng chừng sẽ không có người tin tưởng. Có thể từ tiểu thế giới khai thiên mà đến, ở đây quả nhiên hội tụ một đám thiên tài siêu cấp. Lăng Hàn cười ha ha nói, đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Huynh đệ bốn người cộng thêm hách liên thiên vân, Đinh Bình, đều là người thân cận nhất bên cạnh Lăng Hàn, bọn họ vừa uống rượu, vừa nghe Lăng Hàn nói kinh nghiệm của mình, ai cũng cảm xúc dâng trào, hận không thể mình cũng lập tức xiết vào thần giới minh mông, đi sông sáo, mạo hiểm. Nghe Lăng Hàn nói xong, đám người phong phá vân cũng nói đến tình huống gần đây của Đại Lăng Triều, có phong ba ám sinh. Tứ đệ người chậm chạp không trở về, làm vài người động suy nghĩ khác thường. Mộ Dung Thanh dẫn đầu nói, gần đây chính lệnh hạ đạt rõ ràng gặp trở ngại phía dưới có vài người không chịu an phận vũ hoàng hừ một tiếng trong ánh mắt đằng đằng sát khí nói đến thống trị cùng quản lý một quốc gia hắn là có kinh nghiệm nhất cũng là sát khí thịnh nhất trong bốn huynh đệ lang hàn mỉm cười chỉ cần có đầy đủ thực lực hết thảy đều có thể dễ dàng chấn áp phụ thuộc vào hoàng triều có ít nhất một ưu điểm đó chính là an ninh quốc gia được bảo đảm không có nước khác xâm lấn dù xâm lấn cũng có thể cầu mẫu quốc giúp đỡ tựa như đông vũ quốc trước kia vậy bởi vậy, Đại Lăng Triều có khả năng đối mặt kẻ thù bên ngoài cũng không cao, nhưng nếu nội bộ quốc gia mình phát sinh náo động, loạn tinh Hoàng Triều sẽ không dỗi dãnh đến đi nhúng tay, ngược lại chỉ cần bảo đảm phiến cương vực này còn là nước phụ thuộc của loạn tinh Hoàng Triều là được.